Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 706, trả lại quà. Khi còn ở hiện đại, cô đã thấy rất nhiều cách để tặng quà. Chuyển tiền vào thẻ ngân hàng, vô cùng thẳng thắn. Tặng bánh trung thu nhưng trong hộp không hề có bánh mà toàn là tiền, cũng chẳng hề khéo léo. Tặng thuốc lá, rượu, phiếu mua sắm tuy tế nhị hơn nhưng cuối cùng cũng là vật thật, xách từng đống đi về, ai nhìn cũng thấy. Đương nhiên cũng có những điều cần lưu ý, tặng phụ nữ, người này còn đeo trên người trang sức quý giá, bất cần để lại trên giường của chủ nhà, sau đó tìm không thấy người phụ nữ này, phải làm sao đây? Chỉ có thể giữ lấy đúng chứ, đón nhận cả vật chất và sắc đẹp. Mở công ty, để vợ con hay gì ba cô cả cùng được nở mày nở mặt, không cần bỏ tiền ra, lại có một phần hoa hồng lợi nhuận, có vui mừng hay không? Sau đó, còn chẳng cần lo nghĩ gì, có cả danh tiếng và tài sản. Chưa kể những mẹo tặng quà nhân lúc người ta có chuyện vui nữa, là tài trợ không phải là tặng quà. Mua nhà, được thôi, giảm giá chút. Giảm nhiều nhất là bao nhiêu? Rẻ đến mức mà chẳng cần móc tiền ra. Mua xe, được thôi, trước tiên hãy chạy thử. Không thích thì trả lại, nhưng mà, sẽ trả lại sao? Khi Thương Mai đối mặt với sự ý tốt của những vị quan này, cô mới biết những nghệ thuật tặng quà mà tổ tiên để lại, người hiện đại chẳng học được bao nhiêu. Ví dụ, Lý Đại Nhân đã tặng một con cừu nướng nguyên con, nói rằng đó là để Vương Phi và Vương gia bồi bổ cơ thể, cắt ra, bên trong lại toàn là vàng. Không, tại sao lại nông cạn như vậy được? Thực ra chỉ là thịt cừu nướng nguyên con thôi, nhưng thịt khá ngon, nếu chỉ ăn thịt cừu nướng nguyên con thì phải nêm gia vị đúng không? Có gì trong hộp gia vị kia? Vừa trắng sáng vừa lấp lánh vàng, chói lóa đập vào mắt. Ôi chao, Vương Phi, có một khoảng trống trên tường nhà người, đừng lo lắng. Hạ quan vừa hay có quen một nhóm thợ gạch vữa lập tức tới giúp người sửa lại ngay. Không phải dùng gạch ngói bình thường, mà là gạch vàng. Vương Phi, hạ quan vừa lấy lông cáo loại tốt làm một chiếc áo choàng, người có khí chất như vậy mới xứng với bộ lông cáo trắng muốt này. Đã tặng, tới nơi rồi, còn nhìn vào lớp lót của tấm da một cách sâu xa. Cái đống đó, có phải là giấy vệ sinh không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Phi, cây cối hoa lá trong sân nhà trông héo úa làm sao, không vấn đề gì, trước khi làm quan thần đã làm vườn được mấy năm rồi, hãy nhìn bàn tay khéo léo của thần ạ. Chuẩn bị phân bón xong xuôi, người mang theo loại bùn trồng hoa gì vậy? Có thể có rất nhiều đồ trang sức quý giá không? Hạ Thương Mai trong lòng thật sự rất mệt mỏi, những thứ này đều là đồ tốt, nhưng cô không thể nhận được, bây giờ lão thất đang phất lên, cô không thể để xảy ra sai sót gì được. Người tặng quà này quả là suy nghĩ khéo léo, trả lại món quà cũng phải khéo léo, không thể làm mất thể diện người ta được, phải tỏ ra là mình đã nhận ý tốt của họ. Mộ Dung Khanh nổi giận lôi đình ở trong Lục Viện, bọn họ đều biết bổn vương ghét nhất là tham ô, còn dám chất đống vàng bạc châu báu trong phủ, không sợ ta kiểm tra lại một lần nữa sao? Tô Thanh cũng ở lì trong vương phủ, nghe thấy hắn tức giận, nhàn nhạt đáp lại một câu, tuy rằng bây giờ trên danh nghĩa là nhiếp chính vương. Cũng không còn là chủ của phủ này nữa, trước kia không nhận, nhưng người ta cũng không biết bây giờ người cũng không nhận mà, quả nhiều ai mà trách chứ, hơn nữa, người ta cũng không nói rằng đây là những thứ có được do tham ô. Những người đương nhiệm phải có một số thành tựu chính trị, chấn chỉnh tham ô là thành tựu chính trị tốt nhất. Nhưng bây giờ người không phải chủ của cái phủ này nữa, chẳng phải cũng không kiếm ra tiền sao. Người ta hiểu ý biết bao, đều là người từng trải hết, nghĩ rằng vương gia khó khăn lắm mới lập công trở về. Chẳng lẽ không nên nhân cơ hội này kiếm chút đỉnh sao? Trên đời này, vẫn có kẻ chê vàng bạc ư. Mộ Dung Khanh trợn to hai mắt nhìn Tô Thanh, có người tặng quà cho ngươi. Tại sao không, tại sao Tô Thanh ta không được tặng quà? Dù sao ta cũng theo nhiếp chính vương tới Bắc Mạc chiến đấu vì hòa bình, Tô Thanh ngạo nghễ nói. Trả lại rồi, trả rồi, Tô Thanh nằm nhòi người trên bàn, vẻ mặt bơ phờ, nhìn mà không ăn được, chán lắm rồi. Đi đi. Ngươi luôn luôn ở trong vương phủ làm cái gì? Mộ Dung Khanh đuổi hắn, rồi mũi bên ngoài còn chưa đủ hay sao, người còn đến bày thêm chuyện nữa. Đúng là không cho hắn và Hạ Thương Mai sống yên ổn. Tô Thanh chống cằm vô tình mà hữu ý nhìn khắp một lượt, tiểu khuyên đâu? Tất nhiên là đang cùng Thương Mai ra ngoài. Ồ, Du Ma Ma đâu? Chắc đang bận bịu, trong phủ nhiều việc mà. Linh Lợi thì sao? Linh Lợi đi tới chỗ lão cửu. Mộ Dung Khanh nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú không hài lòng, người vào vương phủ hết lần này tới lần khác là để gặp Linh Lợi. Không phải vậy, chỉ là đã tới đây thì nhân tiện chào hỏi chút thôi.
Tô Thanh chậm rãi đứng lên, ồ, vậy thì không quấy rầy thế giới của vợ chồng hai người nữa, ta đi tới chỗ Dạ Vương tán gẫu đây. Nói xong, một bóng lưng hào hoa rời đi, nhanh chóng biến mất tăm. Khó khăn lắm Hạ Thương Mai mới trả được hết quà và quay trở lại, nhưng không thấy Mộ Dung Khanh đâu. Sau khi hỏi Vương Tuấn, mới biết rằng hắn vừa mới ra ngoài. Vương ra đi đâu vậy? Thương Mai ngồi xuống đấm nhẹ bắp chân, hôm nay thực sự rất mệt, chạy tới tận mấy nhà để trả lại quà. Chắc là trở về chỗ Vương Phi, không thấy nói gì ạ. Vương Tuấn đáp. Hạ Thương Mai xua tay, được rồi, ta biết rồi, người đi đi, ta nghỉ ngơi một lát. Mộ Dung Khanh tới chiều tối mới trở về. Vừa bước vào cửa đã nói với Thương Mai, đã tìm được người phù hợp. Ai, Hạ Thương Mai biết hắn đang nói về việc gì. Mấy ngày nay, cả hai người họ đều đang suy nghĩ về để tìm người phù hợp. Tiểu Đôn, Tam Hoàng Tử, Tử An giật mình. Mộ Dung Khanh đặc biệt danh cho người ta là Tiểu Đôn, thực ra Tam Hoàng Tử bây giờ không hề béo, chỉ là hồi nhỏ, bây giờ đã gầy trở lại rồi. Đúng vậy, bổn vương mấy ngày nay đều cho người giám sát Hoàng Cung, nếu có người bên cạnh Hoàng Thượng xuất cung, sẽ nói cho bổn vương biết. Vừa rồi hay tin Lộ Công Công ra khỏi cung, bổn vương bèn tới đó một chuyến. Hạ Thương Mai biết rằng mấy ngày nay Lộ Công Công cũng giúp đỡ họ rất nhiều, nhưng suy cho cùng ông ta vẫn là người ở bên Hoàng Thượng đã nhiều năm. Lộ Công Công nói với người rằng Tam Hoàng Tử có thể sao? Hạ Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh cười nói, đương nhiên không thể, thế nhưng bổn vương giả vờ tình cờ gặp ông ta, kéo tay nói vài câu, biết được Tam Hoàng Tử mỗi ngày tới Hy Vi Cung Thỉnh An đều sẽ chơi một lúc với Hạ Lâm. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tìm Tôn Phương Nhi thông qua Mai Phi Nương Nương, và sau đó để Tam Hoàng Tử ra ngoài thông báo với mọi người trong bữa tiệc ăn mừng, phải không? Đúng vậy, nếu đúng như vậy thì mọi thứ phải thật chính xác, tất cả các bên phải cẩn thận, đặc biệt là phần Mai Phi và Tôn Phương Nhi. Nương nương bây giờ làm việc gì cũng vô cùng thận trọng, chắc là đáng tin cậy, thực ra cách hay nhất là để mẹ nàng nói cho Tôn Phương Nhi cách bỏ thuốc, sau đó, bảo Hạ Lâm giả vờ đổ bệnh mấy ngày, vậy thì giả chết sẽ xuôi trèo mát mái, Mai Phi là người được chọn bất đắc dĩ, bởi vì, không tin được với mẹ của nàng. Quả thực, nếu là mẹ thì mọi chuyện chắc chắn hơn rất nhiều. Không phải là nói Mai Phi không tốt, bây giờ đã cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng có lúc chính vì vậy, lo ngược lo xuôi, không dám mạnh dạn hành động, đặc biệt là chuyện này một khi đã bị bại lộ, cũng có ảnh hưởng rất lớn đến Mai Phi. Với hy vọng này, lòng Hạ Thương Mai cuối cùng cũng yên tâm phần nhiều, ba ngày nay, cô ăn không ngon ngủ không yên. Mộ Dung Khanh duỗi tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói, được rồi, ngày mai chúng ta gặp Tần Châu, sau đó đưa nàng ra ngoài thư giãn giải khuây. Gặp Tần Châu, Thương Mai nhớ tới lúc mới trở về hắn đã nói, đừng qua lại với Tần Châu, tránh gặp phiền phức. Đúng vậy, ngày hôm qua nàng ta vào cung gặp Hoàng Thượng, người cũng nói, bảo bổn vương tiếp đãi Tần Châu cho tốt, đương nhiên, tiếp đãi đàng hoàng cũng chỉ là một lời nói, chúng ta vẫn không thể tiếp xúc với Tần Châu quá nhiều, nhưng bây giờ đã có câu nói này nếu bỏ mặc không hỏi han thì không hay chút nào. Được, nghe lời chàng, Hạ Thương Mai nói. Chương 707, thích và yêu. Hạ Thương Mai đột nhiên nhớ tới ngày mai sẽ phải vào cung Thỉnh An, nói ta Thỉnh An xong trở về phủ cũng đã là buổi trưa, vậy ta cứ tới chỗ Tần Châu dùng bữa đi. Nàng thích là được, Mộ Dung Khanh không phản đối. Hạ Thương Mai nhớ tới lúc trước họ nói rằng Tần Châu thích cô, trước giờ mình vẫn không tin. Tần Châu luôn có thái độ lạnh lùng với cô, dựa vào đâu mà nhìn ra là thích cô vậy. Lão thất, Hạ Thương Mai nhìn hắn. Vặn vẹo hỏi, chàng thật sự cho rằng Tần Châu thích ta sao? Mộ Dung Khanh nhíu mày, muốn hỏi để làm gì? Tần Châu cũng là phụ nữ, chẳng lẽ nàng còn muốn chạy trốn cùng nàng ta sao? Không phải, ta chỉ cảm thấy là không thể nào. Thương Mai mỉm cười. Chạy trốn cùng một người phụ nữ? Không. Mộ Dung Khanh lãnh đạm nói, ánh mắt của Tần Châu nhìn nàng cảm giác như chồn sắp bắt được gà. Hả, Hạ Thương Mai giờ khóc giờ cười, tại sao ta lại không nhìn ra? Hơn nữa chồn bắt lấy gà sao lại là thích được? Tại sao lại là không thích? Khi đi săn, khi nhìn thấy con mồi hai mắt có sáng rực lên không? Sự ví von này của chàng, đúng là linh tinh. Hạ Thương Mai càng cảm thấy không thể nào. Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải vậy thì tốt hơn, nếu là thật, thật không biết phải đối mặt với Tần Châu như thế nào. Chỉ là, cô nhớ lại Tần Châu đã hỏi mấy lần về chuyện người phụ nữ không lấy chồng, cô ấy thật sự có xu hướng đồng tính sao? Nhưng ở thời đại này, nếu nàng ta thật sự thích phụ nữ,
e rằng sẽ bị mắng chửi đúng không? Đây là thời đại mà nước bọt có thể làm chết người. Nghĩ vậy, cô hỏi Mộ Dung Khanh, nếu Tần Châu thực sự thích phụ nữ, chàng sẽ nghĩ gì về nàng ta? Mộ Dung Khanh thấy kỳ lạ nhìn cô, nàng ta có thích phụ nữ hay không thì liên quan gì tới bổn vương, tại sao ta phải có ý kiến? Nhưng, ở thời đại của các người, Đại Chu hay Bắc Mạc thì phụ nữ đều phải gả cho người ta, nhưng nàng ta lại không thích đàn ông mà chỉ thích phụ nữ. Tất nhiên không thể kết hôn, chàng không có ý kiến gì sao? Mộ Dung Khanh thẳng thắn đáp, quan tâm nhiều đến chuyện của người ta làm gì? Chỉ cần không thèm muốn vương phi của ta, mặc kệ nàng ta thích phụ nữ hay thích chó, thích chồn gì cũng không liên quan đến ta. Không ngờ thằng nhóc này lại chấp nhận đồng tính. Hạ Thương Mai rất dễ chịu, tuy rằng gả cho thứ đồ cổ, nhưng suy nghĩ cũng không quá cổ hủ. Thực ra, cô cũng cho rằng thích ai là chuyện của người ta, không liên quan gì đến mình, tại sao lại phải nói năng linh tinh chứ? Nhưng, cũng phải, điều này vốn dĩ không còn gì để bàn cãi. Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Tại sao nàng lại quan tâm đến Tần Châu như vậy? Mộ Dung Khanh híp mắt, nương tử, nàng là một người đã có chồng, chẳng lẽ còn có hứng thú với cả phụ nữ? Không, không có, chỉ là tò mò. Thương Mai hai tay ôm mặt hắn, vẻ mặt say mê, nhìn xem vương gia nhà ta tuấn tú biết bao. Có chàng, ta còn có thể thích người khác sao? Không thể nào. Thật không, khuôn mặt của Mộ Dung Khanh lộ vẻ tự hào và nở một nụ cười. Thật đến không thể thật hơn. Mộ Dung Khanh trầm ngâm một hồi, nói vậy là, nàng yêu bổn vương. Hạ Thương Mai giật mình, yêu, được khai sáng rồi ư, biết nói từ yêu rồi. Vậy chàng, Thương Mai thăm dò hỏi, chàng có yêu ta không? Được rồi, thừa nhận rằng hơi lạ lùng, nhưng sau khi hỏi xong, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô luôn tin rằng cuộc hôn nhân của họ dựa trên tình cảm chứ không phải là mù quáng. Đặc biệt là sau khi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho hắn. Cô mong rằng mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Ai nói rằng tình yêu không cần được đáp lại? Những hy sinh từ một phía sẽ không được lâu dài. Mộ Dung Khanh kiên định nhìn cô, ánh mắt như bầu trời đêm rộng lớn, sâu thẳm không đáy. Một lúc lâu sau, Hạ Thương Mai không nghe thấy hắn nói gì. Ánh sáng trong mắt cô dần tối sầm lại. Bổn vương đối xử với nàng không tốt sao? Cuối cùng Mộ Dung Khanh thốt ra một câu nói như vậy. Hạ Thương Mai gật đầu, tốt. Như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao nhất định phải nói ra từ đó? Mộ Dung Khanh lúng túng nói. Hạ Thương Mai lãnh đạm nói, là chàng hỏi trước. Nàng có thể nói với bổn vương. Chàng lại không thể nói cho ta nghe. Hạ Thương Mai chế giễu. Mộ Dung Khanh trầm mặc hồi lâu, mới nói, bổn vương không biết đây có phải là yêu không, nhưng chắc là thích. Chỉ thích thôi. Ta không biết. Hạ Thương Mai sững sờ nhìn chằm chằm. Thật sự không đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nhìn dáng vẻ của hắn chắc cũng có tình cảm với mình, nhưng hắn lại nói mình không biết có phải yêu hay không là có ý gì. Có lẽ, cô thật sự không nên như vậy, không nói ra từ đó thì có sao chứ? Nói ra thì lại yêu mà không nói thì không phải yêu hay sao? Cô tự an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn còn tâm tư của con gái, khó có thể buông bỏ. Ta đi kiểm tra sổ sách, Hạ Thương Mai cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng. Nên tìm lý do đi ra ngoài. Mộ Dung Khanh nhìn bóng lưng của cô, nhíu mày. Hắn chắc chắn rằng, mình quan tâm cô. Nhưng tại sao từ ấy đã tới bên miệng rồi mà vẫn không thể nói ra được? Hắn chắc chắn rằng Hạ Thương Mai yêu mình, kể từ khi kết hôn với hắn, luôn nghĩ tới chồng, phải chịu đựng bao nhiêu điều tủi nhục cũng chưa từng nghe cô phàn nàn gì. Hay là hắn thực sự không chắc chắn rằng mình có yêu nàng hay không? Quan tâm, là vì nàng là vương phi của mình. Hắn cũng không hiểu nổi mình. Đầu óc vương gia luôn minh mẫn, bất cứ chuyện gì cũng có thể tỉnh táo sáng suốt phân tích kỹ càng, lại không thể phân tích tâm trí của mình. Mang theo một bình rượu, hắn đi tìm Dạ Vương. Dạ Vương bây giờ đang rất cáu kỉnh, tối nay có hẹn với người đẹp, nhưng đầu tiên là Tô Thanh tìm tới, sau đó là Nhiếp Chính Vương. Đúng là nhìn thôi cũng thấy phiền. Các người không có nơi nào để đi à? Bổn vương đêm nay có khách, hắn vội vàng chạy ra ngoài. Ai, khách nào, Tô Thanh hỏi, đêm nay hắn định ở lì ở đây không đi đâu hết. Linh Lợi đi làm nhiệm vụ rồi, muộn mới trở về, Dạ Vương mới nói vậy. Hắn muốn một câu trả lời. Người quản được sao, khuôn mặt anh Tuấn đến nỗi khiến người ta không đành lòng rời mắt, tỏ ra vô cùng tức giận. Hồ Hạnh Nhi, Mộ Dung Khanh lãnh đạm nói, tự mình uống một hơi.
tâm trạng rất u uất thảm hại. Dạ vương động lòng rồi ư? Tô Thanh cười nhạo. Động lòng gì chứ? Bổn vương hẹn nàng ta tới bàn chuyện làm ăn, khuôn mặt dạ vương tối sầm. Chúng ta cũng nhau bàn đi, ta cũng hiểu chuyện làm ăn. Cút, 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 dạ vương giận dữ hét. Tô Thanh không nói gì, cũng không nhúc nhích, như thể hoàn toàn không hiểu từ cút kia nghĩa là gì. Dạ vương không còn cách nào khác, đành ngồi xuống, nhìn Mộ Dung Khanh, thất ca, có chuyện gì vậy? Mộ Dung Khanh ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu, mùi thơm làm cho Tô Thanh không ngừng nuốt nước bọt, nhưng mà dạ vương không để tâm đến rượu, muốn có chút rượu từ Mộ Dung Khanh còn khó hơn lên trời. Có chuyện gì vậy, đến chỗ bổn vương mượn rượu giải sầu à? Dạ vương rất tức giận. Khó khăn lắm hôm nay con hồ ly nhỏ kia mới nể mặt tới, hắn đã bày ra một bữa tiệc linh đình. Một lũ bạn xấu xa. Tô Thanh, người thích hay là yêu linh lợi? Mộ Dung Khanh đột nhiên hỏi. Tô Thanh khóe miệng giật giật, có gì khác nhau? Ta nghe nói là có. Mộ Dung Khanh chán nản nói. Dạ vương hét ầm lên, thích là thích, cảm thấy người này cũng khá tốt, rất ngưỡng mộ, nếu là yêu, người tình nguyện chết vì người đó. Nói xong cầm lấy Tô Thanh tay, người đi chết đi. Chương 708, có thể giải cổ độc. Tô Thanh vỗ tay hắn ta, hai người đàn ông trưởng thành, đừng lôi lôi kéo kéo, bị người ta nhìn thấy thì ra thể thống gì. Dạ vương hận không thể rút một thanh bảo kiếm ra, tàn nhẫn đâm trăm lỗ lên gương mặt ngang ngược kia của Tô Thanh. Cái đồ chỉ khiến chuyện loạn lên. Mộ Dung Khanh không vui, lão cửu, người có chuyện gì sao? Bao lâu bản vương mới đến nơi này của ngươi một lần? Ngươi đến mức phải đuổi người ra ngoài sao? Nóng nảy vậy có đúng hay không? Dạ vương tỏ vẻ cầu xin, hai cái tên không có lòng tốt các ngươi, vì sao lại đến vào tối nay? Bao nhiêu thời gian khác đều không thấy các ngươi đến, lại chọn đúng tối nay đến, đây chẳng phải là chuyện xấu sao? Dạ vương vừa dứt lời thì nghe thấy hạ nhân trong phủ đến nói, vương gia, hồ đại trưởng quỹ đến rồi. Dạ vương lập tức nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn Hồ Hạnh Nhi đi ở sau lưng hạ nhân. Hắn lại chậm rãi ngồi xuống, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn muốn ăn đòn, kiêu ngạo nói, đến rồi. Hồ Hạnh Nhi nhìn thấy Mộ Dung Khanh và Tô Thanh cũng ở đây, nói, nếu vương gia đã có khách, vậy ngày khác chúng ta lại bàn chuyện. Nói xong, quay người rời đi. Dạ vương chợt đứng dậy, ngươi. Hồ Hạnh Nhi quay đầu nhàn nhạt hỏi, vương gia còn có phân phó gì sao? Dạ vương khẽ cắn môi, không có chuyện gì, buổi tối ngày mai lại bàn chuyện. Hồ Hạnh Nhi tỏ ra khó xử, sợ rằng tối mai không được, mấy ngày sau đó đều khá bận rộn, nếu không, chúng ta hẹn thời gian khác. Dù sao hạng mục này cũng không cần gấp, đến lúc đó mọi người rút ra chút thời gian bàn bạc là được, ta đi trước. Nét mặt tuấn tú của dạ vương xị xuống, giống như đuổi ruồi vậy, ngươi đi đi. Hồ Hạnh Nhi thật sự rời đi, hơn nữa còn không hề quay đầu lại. Dạ vương ngồi lại lên ghế, hằn học quét mắt nhìn Tô Thanh và Mộ Dung Khanh, các ngươi nhìn đi. Tô Thanh mờ mịt hỏi, nhìn cái gì? Người cũng đi rồi. Chính là hai người các ngươi, hai đồ khốn kiếp các ngươi, chính mình không sống thoải mái thì thôi, còn không cho người ta sống thoải mái. Dạ vương hừ lạnh nói. Ngươi thật sự thích lão hồ. Mộ Dung Khanh ngẫm nghĩ rồi hỏi, là thích hay là yêu? Dạ vương chế giễu vặn lại, vậy còn ngươi? Là thích thất tẩu hay là yêu thất tẩu? Mộ Dung Khanh thật thà trả lời, bản vương cũng không biết, trốn đến nơi này của ngươi lánh nạn đây. Tô Thanh nghe thấy lời này, hứng thú, người bằng lòng chết vì vương phi không? Xem tình huống, Mộ Dung Khanh suy nghĩ rồi nói. Dạ vương lạnh lùng nói, hắn nào yêu thất tẩu? Nếu thật sự yêu một người, sao nỡ để nàng chịu nhiều cực khổ như vậy? Ở Bắc Mạc, suýt chút nữa bỏ mạng rồi, cũng không biết thất tẩu nghĩ như thế nào, sao lại gả cho người nguy hiểm như vậy chứ? Nghĩ lại thì nàng cũng là bị ép buộc. Mộ Dung Khanh hừ một tiếng, người cũng không phải nàng. Sao biết là nàng bị ép buộc? Có lẽ nàng đã có tình cảm với bản vương từ lâu rồi. Tình cảm, dạ vương cười ha ha, dùng ánh mắt như đang nhìn quái vật nhìn hắn, thất ca, người có thể tự mình biết mình một chút không? Một con người phiền phức, không hiểu phong tình, không biết dịu dàng như ngươi, đến bây giờ còn luôn miệng tự xưng bản vương ở trước mặt thất tẩu, luôn luôn đặt nàng vào chỗ nguy hiểm, khi quý thái phi hãm hại nàng, ngươi đã từng giúp nàng chút nào sao? Quý Thái Phi là mẫu phi của ngươi, cũng không phải mẫu phi của nàng, ngươi không dám đối mặt với Quý Thái Phi thì đẩy nàng ra, nàng mà biết suy nghĩ thì cũng sẽ không yêu ngươi. Mộ Dung Khanh bất chợt bật dậy, hung hăng trừng mắt lườm hắn, câm cái miệng thối của ngươi lại. Nói xong, giơ tay quét bầu rượu xuống đất,
Rầm, một tiếng, bầu rượu nát, hắn phất tay áo rời đi. Tô Thanh kinh ngạc nhìn Dạ Vương, lời này của hơi mất chừng mực rồi. Dạ Vương cũng tự biết lỡ lời, nhưng vẫn mạnh miệng giải thích, đây là sự thật, hắn không dám đối mặt với sự độc ác của Quý Thái Phi và Lão Bát đối với hắn, chỉ là, hắn lại không suy nghĩ cho thất tẩu. Quý Thái Phi bị lật đổ, hắn cũng bỏ ra khá nhiều công sức, nói như ngươi, quả thật quá bất công rồi. Tô Thanh đứng dậy, ngẫm nghĩ, ngươi cũng không thể bắt hắn tự mình đi giết Quý Thái Phi. Dạ Vương thở dài nói, Tô Thanh, thật ra ta và ngươi đều biết, dựa vào khả năng khi đó của hắn, có rất nhiều phương pháp đối phó với Quý Thái Phi, nhưng hắn lại không ra tay, biết tại sao không? Vì sao? Tô Thanh lại ngồi xuống. Dạ Vương nhìn hàng trúc bên ngoài cửa sổ, bởi vì từ nhỏ hắn đã rất yêu mẫu phi của mình, khi còn nhỏ, huynh đệ chúng ta nói chuyện, hắn nói nhiều nhất chính là, sau này muốn xây một căn nhà bên hồ cho mẫu phi, hắn cưới vợ sinh con, một đám trẻ con vây quanh dưới gối bà ta, để cho bà ta an hưởng tuổi già. Nếu nói hắn yêu ai nhất trên đời này, vậy nhất định là Quý Thái Phi Mạc Trúc. Đối với những chuyện này, Tô Thanh cũng biết phần nào. Nhưng từ sau khi hắn hiểu rõ lòng dạ của Quý Thái Phi thì không còn nói lời như vậy nữa. Thật ra, từ rất lâu trước đó hắn đã biết, Quý Thái Phi không phải là người mà một căn nhà bên hồ có thể thỏa mãn bà ta muốn tranh đoạt, muốn địa vị mẫu nghi thiên hạ, vì vậy, khi Mộ Dung Khanh còn nhỏ tuổi đã đốc thúc hắn luyện võ, muốn hắn lập được chiến công nơi xa trường, chuẩn bị cho ngày sau tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà, vương gia sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn yêu mẫu thân của mình. Cũng yêu huynh đệ của mình. Buồn cười là, bây giờ mẫu thân muốn hắn chết, huynh đệ cũng không đối xử tốt với hắn. Bây giờ thoạt nhìn hắn và thất tẩu rất tốt, nhưng mà, hắn vẫn giữ lại chút gì đó trong lòng, bởi vì hắn từng chân thành đối xử tốt với một số người, nhưng lại luôn không có được kết quả tốt, Quý Thái Phi đối xử với hắn như vậy, trái tim hắn đã tan nát rồi. Tô Thanh lẩm bẩm, chưa chắc đã giống như lời ngươi nói. Ngươi cứ chờ xem, lấy Lão Bát làm ví dụ. Cho dù không có đồng mệnh cổ, hắn cũng sẽ không giết Lão Bát, ngươi cho rằng hắn thật sự không có cách nào giải đồng mệnh cổ sao? Đáng thương thất tẩu còn luôn nghĩ cách giải cổ, hắn có thể giải đấy, nhưng hắn lại không giải, bởi vì sau khi giải rồi, hắn không còn cớ giữ lại mạng sống Lão Bát nữa. Tô Thanh khiếp sợ, chuyện này, hắn thật sự không biết. Không đúng, Dạ Vương, không phải ngươi tức giận chúng ta phá hoại buổi hẹn hò của ngươi và Lão Hồ nên cố ý bịa chuyện đấy chứ? Dạ Vương vung quyền muốn đánh hắn, ngươi cho rằng bản vương ngốc sao? Những lời này có thể nói lung tung à? Nếu đổi là Tiêu Thác, bản vương không nói đâu, là thấy ngươi trước giờ đa mưu túc trí, xem có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng hắn hay không, vì vậy mới nói cho ngươi biết. Trong chốc lát Tô Thanh cũng chưa có biện pháp gì, vậy cũng không thể nói chuyện này cho Vương Phi. À, không đúng, lúc trước ngươi còn vô cùng ủng hộ chuyện Vương Phi giải đồng mệnh cổ, nếu như ngươi biết vương gia có thể tự giải. Vì sao còn muốn khuyến khích Vương Phi? Vừa rồi còn khen ngươi, vậy mà giờ đã hồ đồ rồi, nếu bản vương mặc kệ không lo, thất tẩu thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra trong đó có vấn đề? Bản vương là đang diễn kịch, hơn nữa, vở kịch của thất ca cũng rất sâu, luôn cầm theo một bình giấm để uống. Uống giấm cũng không có tác dụng, Tô Thanh liếc mắt nhìn. Đó căn bản không phải là giấm, mà là rượu kiến, dùng dược liệu ngâm, nhưng lại giữ được vị chua của kiến. Thứ này là năm đó Ôn Yến nghiên cứu chế tạo, gọi là rượu kiến, chính là dùng để điều trị cổ độc, uống vào, cổ độc cũng sẽ không xâm nhập vào cơ thể. Vậy bây giờ cổ độc của hắn đã giải chưa? Chưa, hắn chỉ kiềm chế cổ độc, tạm thời sẽ không giải. Tô Thanh khẽ nói, thảo nào bây giờ không thấy hắn uống giấm. Dạ Vương cười khổ, thật ra, năm đó Lão Bát cũng thật sự sùng bái hắn, hắn đối xử với Lão Bát tốt hơn bất cứ ai trong đám huynh đệ chúng ta. Lão Bát làm sai chuyện gì hắn đều sẽ gánh tội thay Lão Bát, nếu chúng ta muốn bắt nạt Lão Bát, vậy cũng phải bước qua cửa của hắn trước đã. Tô Thanh nói, ta đều biết những chuyện này, nhưng mà, Nam Hoài Vương thật sự sùng bái hắn sao? Không hề, từ nhỏ đã là giả rồi. Chương 709, Tô Dạ đánh nhau. Dạ Vương cười, ngươi và ta đều nhìn ra được, hắn lại không nhìn ra sao? Trong lòng hắn biết, nhưng hắn không muốn tin, hoặc là... Hắn cho rằng mình có thể thay đổi Lão Bát và Quý Thái Phi, vì vậy năm đó hắn để Hoàng thượng phân đất phong hầu cho Lão Bát ở Nam Quốc, cho rằng hắn trở thành phong vương một phương thì sẽ thỏa mãn, nhưng mà, trong lòng một người đã có dã tâm quyền lực thì sao có thể dễ dàng buông tha. Tô Thanh ừ một tiếng, ngẩng đầu đã thấy Linh Lợi đứng ở ngoài cửa. Hắn giật mình, Linh Lợi. Nàng ta nghe thấy rồi sao?
sắc mặt Linh Lợi phức tạp đi đến, vương gia, chuyện đã giải quyết ổn thỏa. Biểu cảm Dạ Vương cũng lặng xuống, ừ, vậy ngươi về Nhiếp Chính Vương phủ đi. Vâng, Linh Lợi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Thanh một cái, xoay người rời đi. Tô Thanh đuổi theo, Linh Lợi, ta có lời muốn nói với ngươi. Linh Lợi cúi đầu bước đi, ta phải trở về Vương phủ rồi, có lời gì để sau hãy nói. Tô Thanh kéo lấy cánh tay nàng ta, không, bây giờ phải nói luôn. Sắc mặt Linh Lợi sầm lại, Tô tướng quân, thật ra giữa ta và ngươi không có gì để nói. Tô Thanh nhìn chằm chằm nàng ta chỉ muốn nói một câu, ngươi đối với ta, có chút. Không, Linh Lợi lập tức từ chối, ta đã nương nhờ Dạ Vương, từ nay về sau, sống là người của Dạ Vương, chết là ma của Dạ Vương. Nói xong, vội vã quay người rời đi. Tô Thanh ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ. Khuôn mặt tuấn tú trắng ngần xuất hiện vẻ tức giận, Mộ Dung lão cửu, ta liều mạng với ngươi. Dạ Vương bị dọa nhảy dựng lên, có liên quan gì đến bản vương chứ? Bản vương không phải người nàng ta, Tô Thanh, dừng tay, ngươi nghe bản vương nói, không phải như ngươi nghĩ, này, nói đánh là đánh, cho rằng bản vương không phải đối thủ của ngươi sao? Bản vương đánh chết cái đồ không có não nhà ngươi, nàng ta lừa ngươi. Linh Lợi cưỡi trên lưng lừa, tâm sự nặng nề. Bóng đêm nuốt trọn bóng hình của nàng ta, sương mù dày đặc, xung quanh đều là bầu không khí ngột ngạt. Đưa tay chạm lên gương mặt, lại lập tức rời đi như điện giật, nàng ta không để ý. Để ý? Không phải nàng ta tự coi nhẹ mình, mà sau lưng Tô Thanh là cả một gia tộc, thứ nàng ta phải đối mặt là toàn bộ gia tộc Tô Thị. Nàng ta không cách nào đối mặt với quá khứ, thậm chí nàng ta không dám đi báo thù, không hận sao? Sao lại không hận chứ? Mỗi khi trời tối nằm trên giường, thù hận lại giống như rắn độc chui vào, cắn xé khiến toàn thân nàng ta đau đớn. Lão vương gia không cho nàng ta đi báo thù là bởi vì khi đó trên người nàng ta bao phủ đầy thù hận và tàn bạo, nếu như nàng ta đi báo thù, vậy chắc chắn sẽ ra tay giết rất nhiều người, liên lụy đến người vô tội. Nàng ta cũng biết mình không cách nào khống chế được, vì vậy nàng ta đồng ý với lão vương gia không đi báo thù. Bây giờ đã lắng xuống mấy năm. Nàng ta cũng trải qua nhiều chuyện đời, biết lòng người tàn khốc, không nơi nào không có, mặc dù thù hận không giảm, nhưng cũng lý trí hơn rất nhiều. Có lẽ, nên chính thức nói lời tạm biệt với chuyện cũ rồi. Suy nghĩ rối loạn suốt dọc đường, nghĩ về mình, lại nghĩ về Vương Phi. Vừa rồi nàng ta đã nghe thấy hết lời Tô Thanh nói với chủ tử. Khi ở Bắc Mạc, buổi đêm Vương Phi vẫn luôn trong đèn đọc sách, xem tài liệu dịch chuột, cũng xem tài liệu cổ độc. Thì ra, mọi chuyện cô làm đều là uổng công. Vương gia thật sự không công bằng đối với Vương Phi. Chỉ là, nàng ta không muốn nói lời này với Vương Phi. Thật ra chủ tử hy vọng nàng ta nói với Vương Phi, bởi vì, khi chủ tử nói những lời này thì đã nhìn thấy nàng ta đến rồi. Ý của chủ tử là hy vọng vợ chồng Vương gia có thể thẳng thắn với nhau, để Vương Phi giúp đỡ Vương gia bước ra khỏi tổn thương trong lòng. Thật sự rất khó, nàng ta là người từng trải. Từng bị thương đến mức suýt nữa mất mạng, nhưng đối với cái người được gọi là phụ thân sinh ra nàng ta kia, nàng ta vẫn không thể ra tay độc ác. Thật sự không biết, ban đầu Vương Phi trải qua cuộc sống như thế nào, phụ thân của mình ra tay hết lần này đến lần khác, đó thật sự là nỗi đau móc tim thấu xương. Đương nhiên, Linh Lợi không biết, hạ thừa tướng kia cũng không phải là phụ thân Thương Mai chỉ là một linh hồn đến từ tương lai, cô vốn không có tình cảm với hạ thừa tướng, bởi vậy có thể ra tay không chút do dự. Nếu là phụ thân ruột thịt, ai có thể thản nhiên đối mặt? Ôi, nàng ta thở dài, xuống khỏi lừa, sải bước đi nhanh về phía Dạ Vương phủ. Nàng ta núp sau sư tử đá ngoài cửa một lát, nhìn thấy Tô Thanh khập khiễng dắt ngựa rời đi, lúc này mới thở dài trở về. Tiểu Minh đang bôi thuốc giúp Dạ Vương, khuôn mặt bầm tím không chịu được. Linh Lợi phụt cười thành tiếng, ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Vương bắn đến, nụ cười của nàng ta lập tức đông lại. Tỏ vẻ đau lòng nói, sao Tô Thanh lại ra tay ác như vậy chứ? Dạ Vương cười lạnh, ngươi không gặp hắn sao? Chân hắn cũng sắp gãy rồi. Cũng đúng, vết thương của hắn nặng hơn Vương gia nhiều. Linh Lợi gật đầu nói. Nàng ta đẩy Tiểu Minh ra ngoài, nói, ngươi đi luộc hai quả trứng gà đến đây, tan bầm. Vâng, Tiểu Minh khom người đáp lời. Linh Lợi nhận lấy khăn ấm, lau mặt cho Dạ Vương. Dạ Vương không vui nói, ngươi và Tô Thanh không thể nói rõ ràng sao? Không nói rõ ràng được, Linh Lợi nói. Bỏ mặt nạ xuống, nếu như hắn đi, vậy không còn gì để nói rồi, nếu không đi thì đóng cửa từ từ nói chuyện.
Linh Lợi lại chuyển đề tài, chủ tử muốn ta nói chuyện cổ độc cho Vương Phi sao? Ngươi nghe rồi, nói hay không tùy ngươi. Dạ Vương nói. Linh Lợi hơi kinh ngạc, chủ tử cũng không đưa ra được quyết định. Dạ Vương nhận lấy khăn mặt, ấn mạnh lên khóe mắt, khóe miệng co rút, nói cũng không phải là không đưa ra được quyết định, nói hay không nói, thật ra không gấp, chỉ là, bản Vương không hy vọng hắn tiếp tục lừa mình dối người như vậy nữa. Vì sao chủ tử không khuyên Vương ra? Khuyên, hắn chính là một con trâu nước, ai có thể khuyên được chứ? Hơn nữa đây là khúc mắc trong lòng hắn, hắn không bằng lòng đối mặt, thà rằng cứ rằng có thế này, nếu như ép quá, dựa vào tính tình của hắn, không biết sẽ có hậu quả gì. Linh Lợi ngồi xuống, vẻ mặt buồn rầu nói, ta thật sự không muốn nói với Vương Phi. Nếu như ngươi không nói ra được, vậy thì đừng nói. Dạ Vương nói, hắn ngẩng đầu, không phải đi rồi sao? Lại về làm gì? Linh Lợi nói, lập tức đi ngay đây. Sợ bản Vương đánh chết Tô Thanh. Dạ Vương cười nhạo. Đúng, Linh Lợi ngoan ngoãn nói, Vương gia thích hỉ đông hiếp yếu, luôn là như vậy. Ngươi yên tâm, cho dù đơn đấu thì hắn cũng không phải đối thủ của bản Vương, không đáng mang nhiều người đi đánh hắn. Dạ Vương hừ lạnh nói. Trong lòng Linh Lợi cũng cảm thấy dễ chịu hơn, nói, được rồi, ta vẫn nên đi thôi. Đi đi đi, Dạ Vương xua tay. Rốt cuộc vẫn là con gái thường hướng ra ngoài, con gái nuôi lớn rồi lại muốn giúp đàn ông bên ngoài ức hiếp chủ tử của mình. Linh Lợi cười nói, được rồi, chủ tử, ai có thể bắt nạt ngài chứ? Tố Nguyệt lâu của chúng ta cũng không phải ngồi không. Hơn nữa, không phải còn có Tà Hàn lâu sao? Linh Lợi cưỡi lừa trở về, trong lòng vẫn luôn không đưa ra được quyết định, nhưng nếu chủ tử đã nói, không mở lời nói với Vương Phi được thì cũng không cần gấp, thôi thì cứ nghĩ kỹ rồi lại nói vậy. Dạ Vương ngồi trên ghế thái sư ở đại sảnh, nhìn ánh chiều tà le lói, hắn khẽ thở dài, đây được coi là chuyện gì chứ? Tiểu Minh mang chừng gà đến, hắt chợt đứng dậy, chuẩn bị ngựa cho bản Vương muốn ra ngoài. Được, Vương gia muốn đi đâu? Cần nô tỳ đi cùng không? Tiểu Minh hỏi. Không cần, bản Vương, đến hồ ra một lát. Hắn nhìn Tiểu Minh, mặt bản Vương bị thương như thế nào? Tiểu Minh nhìn hắn, do dự rồi nói, không có gì đáng ngại. Nhưng hai mắt sưng lên, xương gò má cũng sưng lên, trên mặt có mấy vết cào, chỉ là, thật sự không có gì đáng ngại, cùng lắm thì nói Vương gia bị cô nương nào đó cào là được rồi. Dạ Vương tức giận nói, Tô Thanh chính là một tên đàn bà, đánh nhau còn dùng móng tay. Tiểu Minh an ủi, Vương gia, ngài đừng quá tức giận, vết thương của Tô tướng quân nặng hơn ngài, trên mặt hắn có 7-8 vết cào. Dạ Vương kiêu ngạo nói, còn cần phải nói sao? Những năm này bản Vương vào Nam ra Bắc, vây xem đàn bà đanh đá đánh nhau, ngươi cho rằng thật sự chỉ là xem náo nhiệt thôi sao? Bản Vương học tập bản lĩnh đấy. Chương 710, lần thỉnh an này cũng thật náo nhiệt. Đêm nay, gần giờ tí Mộ Dung Khanh mới trở về, uống say mềm. Thương Mai ngồi trên giường quý phi đọc sách thuốc chờ hắn, thấy Vương Tuấn đỡ hắn đi vào, bước chân loạng choạng, cô vội bỏ sách thuốc xuống, nhíu mày nói, sao lại uống nhiều như vậy? Vương Tuấn nói, tự Vương ra ngoài. Khi về đến cửa phủ thì đã nằm ở ngoài như vậy rồi, người gác cổng nhìn thấy mới gọi người dìu vào. Thương Mai giúp đỡ dìu hắn nằm xuống giường, nói với Vương Tuấn, được rồi, người gọi Tiểu Khuyên chuẩn bị nước nóng mang đến. Vâng, nô tài gọi người mang thuốc giải rượu đến. Vương Tuấn nói xong thì xoay người đi ra. Thương Mai nhìn người đang say khướt trên giường, mỗi lỗ chân lông đều tỏa ra mùi rượu, cô khẽ thở dài, cởi giày giúp hắn, lại đỡ hắn dậy cởi áo ngoài ra cho hắn. Uống nhiều như vậy làm gì? Người không biết còn cho rằng chúng ta xảy ra chuyện gì. Thương Mai hơi ngơ ngẩn, vốn là xa cách lâu ngày gặp lại, mọi người rất vui vẻ, có lẽ, có vài vấn đề thật sự không nên hỏi, đây là loại kịch bản sống những ngày tháng tốt lành nhưng muốn làm mình làm mẩy sao? Tiểu Khuyên bưng nước nóng đi vào, trên vai vắt một chiếc khăn lông, Du Ma Ma đi theo đằng sau, trong tay cầm một cái bình nhỏ. Sao Vương gia lại uống say như vậy? Du Ma Ma thấy vậy vội vàng dùng nước sôi trên bàn pha thuốc giải rượu, rót xuống. Tiểu Khuyên muốn lau mặt cho hắn, Thương Mai nói, để ta làm. Tiểu Khuyên nói, nước nóng, Vương Phi chú ý chút, cẩn thận bỏng tay. Thương Mai trả lời, các ngươi ra ngoài hết đi, ta chăm sóc là được rồi. Tiểu Khuyên hỏi, vậy có cần đun nước nóng cho Vương ra tắm rửa không? Không cần, uống say như vậy, tốt nhất là không nên tắm rửa. Thương Mai nói. Du Ma Ma lên tiếng, được, vậy nô tỳ ở bên ngoài, Vương Phi có việc thì gọi một tiếng. Thương Mai trả lời,
không cần đâu, các ngươi không cần gác đêm, mama, người đã mệt nhọc cả ngày rồi, nên đi nghỉ ngơi sớm. Không sao, ta ở bên ngoài. Su mama kéo Tiểu Khuyên ra ngoài, bà ta nhìn ra được giữa vương gia và vương phi có gì đó không thoải mái, cũng không yên tâm đi ngủ, phải chắc chắn là không có chuyện gì mới yên tâm được. Cửa đóng lại, Thương Mai lấy khăn ấm lau mặt cho hắn, khóe miệng còn vương chút thuốc giải rượu vừa rồi, cô cũng lau đi. Khi khăn ấm trùm lên mặt, hắn phát ra tiếng không vui, đưa tay gạt khăn mặt, Thương Mai đánh vào tay hắn một cái, sau đó lại cầm khăn mặt vò lại. Khi vắt khô khăn xong, đã thấy hắn mở to hai mắt, con người đen nhánh lẳng lặng nhìn cô, trên mặt là loại nghiêm túc sau cơn say. Thương Mai nói, nếu trong lòng người không vui vẻ, vậy cứ nói ra, uống say như vậy, tổn hại cơ thể, ai đau lòng. Xin lỗi, Mộ Dung Khanh giữ chặt tay cô, muốn chống dậy, nhưng lại lập tức không có sức rủ xuống, nhức đầu thật. Nằm xuống đi, Thương Mai lại dùng khăn ấm lau tay cho hắn. Có lẽ là ấm áp, có lẽ là choáng váng, chỉ thoáng chốc hắn đã thiếp đi. Thương Mai lại không ngủ được, ngồi ở đầu giường, nghĩ rằng có lẽ hắn có thể buột miệng nói một hai câu khi say rượu, nhưng miệng của hắn cũng thật kín, ngoài tiếng khò khè thì ngay cả một chữ cũng không thốt ra. Đến canh ba Thương Mai mới chợp mắt, sau đó bị cưỡng ép kéo vào một lồng ngực, đỉnh đầu đều là tiếng hít thở, cô khẽ thở dài, đúng là heo. Buổi sáng canh năm cô thức dậy, bởi vì hôm nay phải vào cung thỉnh an. Tiểu Khuyên rón rén bưng nước đi vào, thấy sắc mặt Thương Mai không tốt thì khẽ nói, vương phi cả đêm không ngủ sao. Ngủ một lát, Thương Mai ngáp một cái, lại càng tỏ rõ vẻ uể oải. Chủ yếu là, việc vào cung thỉnh an thật sự khiến cô không thể hào hứng nổi. Tiểu Khuyên nghi ngờ hỏi, sao vương gia lại uống say như vậy? Ngày xưa dù thích uống vài chén, nhưng cũng có chừng mực. Thương Mai không trả lời, tự nhiên xúc miệng rửa mặt, thay quần áo, Tiểu Khuyên chải đầu giúp cô, còn cô thì tự trang điểm. Cô không cách nào tự chải đầu, búi tóc phức tạp, dù thế nào cô cũng không làm được. Nhưng trang điểm thì cô có thể tự làm, từ lúc xuyên qua, hễ là chuyện cô có thể làm thì đều tự làm, không cần người hầu hạ. Trang điểm ăn mặc xong, Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh vẫn đang ngủ, sau đó khẽ nói với Tiểu Khuyên, đi thôi. Đa phần đều là Tiểu Khuyên và Linh Lợi đi theo cô vào cung, mama thì ở lại trong phủ chuẩn bị công việc trong ngày. Khi ra cửa, Thương Mai đặc biệt dặn dò rằng đừng đánh thức Mộ Dung Khanh, để hắn ngủ. Vào cung, đến ngoài cung diên tập, hôm nay, một đám cung tần mệnh phụ ăn mặc trang điểm lộng lẫy chờ ở ngoài điện. Sau khi bước lên chào hỏi từng người, Thương Mai đứng sang một bên, Tôn Phương Nhi đứng ngay bên cạnh cô, cách chừng 5 mét, hai tay nàng ta giúp trong tay áo, cả người mặc váy gấm trắng như tuyết, viền vàng và phần cổ thêu họa tiết hoa phức tạp, trái lại cũng không quá mức giản dị. Sắc mặt nàng ta lạnh nhạt, khi Thương Mai vấn an nàng ta cũng chỉ khẽ gật đầu, trên mặt không hề có ý cười, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tựa búp bê. Thương Mai nhớ đến chuyện của Lâm Lâm, mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện. A-man vẫn chưa đến, còn Hoàng hậu Hồ Hoan Linh thì khoan thai đến chậm. Trang phục nàng ta đúng theo quy củ, cả người mặc váy dài bằng gấm thục có họa tiết mẫu đơn và mây màu tối trên nền vàng, trên cổ đeo một chuỗi huyết san hô đỏ thẫm, tựa như những giọt máu tươi nối liền nhau, rực rỡ lóa mắt không nói lên lời. Mọi người tiến lên hành lễ, nàng ta gật đầu mỉm cười, phong thái đoan trang, không hề nhìn ra chỉ là con gái nhà thương nhân. Một lát sau thấy Như Dung đi ra nói, các vị nương nương, vương phi, phu nhân, hoàng thái hậu cho mời. Mọi người rời bước, đang định bước đi thì nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Thương Mai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lễ Thân Vương và A-man đang đi đến. Vẻ mặt A-man có phần bất đắc dĩ, Lễ Thân Vương thì lộ rõ vẻ hùng dũng oai vệ, dáng vẻ hệt như đấu chiến thắng Phật. Thương Mai chợt nhớ đến chuyện Lão Thất đưa tặng Uyển Tuệ kia, sao vậy? Hôm nay mới bộc phát. A-man nhìn thấy Thương Mai, bước nhanh về phía trước, vẻ mặt oán trách, Lão Thất nhà các ngươi làm chuyện tốt nha. Thương Mai tỏ ra áy náy, mặc dù trong lòng cũng không hề áy náy, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? A-man nhỏ giọng nói, còn không phải chuyện của Uyển Tuệ kia sao? Lão Thất đưa đến, nói là Hoàng Thái Hậu ban thưởng cho hắn để sinh con, ta vẫn luôn giấu người này đi, không cho hắn biết, nào đâu, hôm qua hắn biết rồi, tức giận cả đêm không ngủ được. Nói rằng hôm nay muốn vào cung hỏi cho rõ ràng. Thương Mai lập tức tỉnh táo, cuối cùng cũng có chuyện vui để xem, không đến mức buồn tẻ rồi. Ngươi còn muốn xem náo nhiệt, A-man lườm cô nói, lát nữa ngươi giúp đỡ một chút. Ta giúp đỡ,
nhìn sức chiến đấu của vị kia nhà ngươi đi, không cần ta giúp. Thương Mai liếc mắt nhìn Lễ Thân Vương, hắn đang sửa sang lại dáng vẻ mình. Đây là một người đặc biệt coi trọng bề ngoài. Không phải giúp hắn, A-man bất đắc dĩ, giúp cái vị bên trong kia kìa, tốt xấu gì người ta cũng là Hoàng Thái Hậu, không nói đến địa vị, vai lứa cũng trưng ra đó, sao có thể để người ta mất mặt quá chứ? Làm cho quá khó coi, đối với ai cũng không tốt. Nét mặt Thương Mai trở nên đặc sắc, ta chợt phát hiện, cho dù gặp phải chuyện khó khăn nhường nào, cái người kia của ngươi vừa ra tay, đó chính là thiên hạ vô địch. A-man cười khổ, hắn, quên đi, ngay cả con giận của mình còn không giải quyết được, ngươi còn ngóng trông hắn có thể giải quyết cái gì. Nói ai đấy, Lễ Thân Vương sửa soạn xong thì nghe thấy hai chữ, con giận, trái tim mẫn cảm yếu ớt tan nát, lập tức nghiêm túc hỏi. Chương 711, sắp tức chết rồi. A-man vội kéo Thương Mai, đi thôi, chúng ta đi vào, bây giờ hắn nghe không thấy hai chữ kia. Thương Mai che miệng mỉm cười, không phải đã cho thuốc rồi sao? Uống rồi, đúng là có hiệu quả, nếu không hắn còn phải cạo đầu luôn. A-man nói. Thương Mai quay đầu lại, thấy vẻ mặt tức giận của Lễ Thân Vương thì không cãi lại được, nghẹn lời bĩu môi. Hôm nay tâm trạng của Hoàng Thái Hậu không tệ, ăn mặc vô cùng cẩn thận, son phấn bôi đến mức không thấy chút nếp nhăn nào trên mặt, phấn trên khóe mắt càng đánh càng dày, trông khiến người ta sợ hết hồn, trắng đến mức tựa như người tuyết. Lúc đối diện với Lễ Thân Vương, nụ cười của bà ta trở nên cứng đờ. Nhưng Lễ Thân Vương lại rất lễ phép, theo quy củ tiến lên vấn an, mãi đến khi Hoàng Thái Hậu nói một tiếng, miễn lễ, ngồi xuống hết đi. Vốn dĩ thỉnh an sẽ không cho ngồi, nhưng hôm nay vì có Lễ Thân Vương, cho nên mới cố ý ban ngồi. Lễ Thân Vương ngồi xuống trước, không đợi người khác nói chuyện đã nói, Hoàng Thái Hậu, hôm nay bản vương vào cung là vì một chuyện. Thương Mai rõ ràng nhìn thấy chân mày của Hoàng Thái Hậu nhíu lại hai lần, nhưng cuối cùng vẫn giữ vẻ mặt đoan trang uy nghi, chuyện gì? Lễ Thân Vương nói, Hoàng Thái Hậu đứng đầu hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, xem việc dạy dỗ nữ tử trong thiên hạ là nhiệm vụ hàng đầu, bản vương cảm thấy Hoàng Thái Hậu làm rất tốt, có câu có ba loại bất hiếu, không có con là tội lớn nhất, bản vương và vương phi thành thân mấy năm vẫn không có con, bản vương thật bất hiếu, nhưng ngự y đã khám cho vương phi rồi, không phải vương phi không thể sinh con. Cho nên người không thể sinh con có lẽ là bản vương, nhưng bản vương chưa từng công khai điều này, cũng không trách Hoàng Thái Hậu không biết. Mọi người nghe đến đây thì đều nhìn Lễ Thân Vương, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nam nhân trong thiên hạ, dù mình không thể sinh con cũng sẽ đổ tội cho nữ tử, sao có thể tự mình thừa nhận được. Đặc biệt là bây giờ ông ta còn là thân vương, danh tiếng lẫy lừng. Nếu truyền ra ngoài, sau này ông ta có còn làm người được nữa không? Thương Mai chỉ muốn lập tức vỗ tay, nhẹ giọng nói bên tao A-man, có trượng phu như thế, còn cầu mong gì nữa. A-man giật mình, bà ta cũng nhỏ giọng nói với Thương Mai, thật ra người khó mang thai là ta, thể chất của ta không tốt. Thương Mai càng tán thưởng hơn, thừa nhận vấn đề của mình đã là đáng quý, bây giờ còn ôm tội không thể sinh con giúp vợ, đừng nói là cổ đại, dù ở hiện đại, cũng có mấy người đàn ông có thể làm được đâu. Không thể sinh con. Chuyện này có liên quan đến thể diện đấy. Hoàng Thái Hậu nghe ông ta nói một tràng, dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không thể hiện ra, vì lúc đầu người ta đã khen bà ta, nói bà ta dạy dỗ nữ tử trong thiên hạ rất tốt. Ai ra thật sự không biết là vấn đề của vương gia. Bây giờ người đã biết rồi, cho nên, hôm nay bản vương vào cung là có chuyện cần nhờ vả. Nếu trước kia Hoàng Thái Hậu cho rằng bản vương không thể sinh con nên đưa một nữ tử vào phủ nói là muốn sinh con nối dõi cho bản vương thì thôi đi, bây giờ đã biết vấn đề, cho nên đưa cả nghìn nữ tử đến cũng là chuyện vô bổ. Hoàng Thái Hậu nói, ngươi là muốn tìm một đứa trẻ làm con thừa tự sao? Không, nhận con thừa tự, một là không phải cốt nhục của bản vương, hai là không phải cốt nhục của A-man, muốn là nhi tử của bản vương thì phải có dòng máu của bản vương hoặc A-man. Ý ngươi là? Mong Hoàng Thái Hậu tìm một nam nhân nhân phẩm tốt cho A-man, đưa vào vương phủ. Lễ Thân Vương nói ra từng câu từng chữ. Lời này như ném một quả bom nguyên tử vào cung Diên Tập, khiến mấy người ở đây hồn bay phách lạc. Sao có thể có yêu cầu như vậy được? Hoàng Thái Hậu có thể hạ chỉ sao? Đây thật sự là nói ra cũng mất mặt mà. Thân là vương gia, cuối cùng vì sinh con mà để vương phi của mình đi tìm nam nhân khác. Quan trọng là sau khi sinh, ông ta vẫn bằng lòng thừa nhận. Suy nghĩ thế này thật sự chưa từng thấy bao giờ. Dù suy nghĩ của ông ta qua được cửa ải của mình và vương phi,
thì nếu Hoàng Thái Hậu hạ chỉ tìm nam nhân thay Vương Phi, e rằng dân chúng trong thiên hạ đều sẽ mắng chửi Hoàng Thái Hậu, nói bà ta thiếu đạo đức, phá hoại thuần phong mỹ tục. Hoàng Thái Hậu nghe vậy, giận dữ nói, làm càn, trong thiên hạ, làm gì có nam nhân nào tìm một nam nhân khác cho phu nhân của mình chứ? Lễ Thân Vương nói chuyện rất hùng hồn, sao lại không được? Hoàng Thái Hậu cho rằng Vương Phi không mang thai, tìm nữ nhân đến cho bản vương, bây giờ bản vương nói với bà là ta không mang thai được, theo lý mà nói, đương nhiên cũng có thể tìm nam nhân sinh con dưỡng cái thay Vương Phi rồi. Mặt Hoàng Thái Hậu đen lại, ai ra đưa nữ nhân vào phủ ngươi khi nào? Uyển Tuệ. Hoàng Thái Hậu tức giận nói, đó là đưa đến phủ Nhiếp Chính Vương, ai ra chỉ từng đưa hai nữ tử đến phủ Nhiếp Chính Vương thôi, chưa từng đưa đến phủ thân vương của ngươi. Nghe vậy, mọi người đều hiểu Hoàng Thái Hậu đưa hai nữ tử đến phủ Nhiếp Chính Vương, nhưng e rằng Nhiếp Chính Vương Phi đã đưa một người đến phủ Lễ Thân Vương, khiến Lễ Thân Vương hôm nay vào cung nổi giận. Mọi người đều cho rằng Lễ Thân Vương sẽ nhắm vào Thương Mai, dù sao người cũng đưa đến từ phủ Nhiếp Chính Vương. Nhưng lối tư duy của Lễ Thân Vương thường khó mà đoán được như thế đấy. Ông ta rất tức giận, nhưng không phải nổi giận với Thương Mai, mà là nổi giận với Hoàng Thái Hậu. Cái này cũng là vấn đề công bằng, lão thất thành thân không bao lâu, Vương Phi của hắn không thể sinh con, người đã vội vã đưa nữ tử đến phủ của hắn, bản vương thành thân nhiều năm cũng không có con, người cũng không đưa nữ nhân đến vương phủ, đều là nhi tử của tiên đế, vì sao Hoàng Thái Hậu lại bên nặng bên nhẹ? Nói đến thứ tự, bản vương là tam ca của lão thất, nói đến tính nghiêm trọng của chuyện này, bản vương còn thành thân lâu hơn cả hắn, dù Hoàng Thái Hậu muốn đưa nữ nhân cũng phải đưa đến phủ Lễ Thân Vương trước rồi mới đưa đến phủ Nhiếp Chính Vương, Hoàng Thái Hậu, có phải nên như thế không? Mặt của Hoàng Thái Hậu đã đen lại hơn một nửa, không phải ai ra bên nặng bên nhẹ, nhưng ai ra không có được sự đồng ý của Vương Phi, nếu ngươi rối rắm chuyện này thì nhận Uyển Tuệ là được. Lễ Thân Vương nói, nhận Uyển Tuệ cũng được. Nhưng ta lại trở về vấn đề đầu tiên, nếu người đưa nữ nhân cho bản vương thì cũng nên đưa cho A-man một nam nhân, Hoàng Thái Hậu hạ chỉ đi. Lần này có rất nhiều người bật cười, thật ra từ đầu bọn họ đã thấy rất buồn cười, nhưng vì mặt Hoàng Thái Hậu đen lại, nên không ai dám cười ra tiếng. Hoàng Thái Hậu tức đến mức khớp xương cũng trắng bệch, lạnh lùng đảo mắt, bên dưới im lặng không chút tiếng động, làm gì có chuyện ban thưởng nam nhân cho vương phi chứ. Từ khi khai triều đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy bao giờ. Chuyện gì cũng phải có lần đầu, lúc trước không phải cũng không có Đại Chu sao. Nếu không nhờ tổ tiên dẫn đầu. Được, người nói đi, người muốn làm thế nào. Hoàng Thái Hậu vội ngăn hắn ta thao thao bất tuyệt, tức đến mức môi cũng run rẩy. Lễ Thân Vương nhìn bà ta bằng ánh mắt khó hiểu, sao lại hỏi bản vương. Là Hoàng Thái Hậu muốn làm thế nào chứ? Ai ra không làm gì hết. Hoàng Thái Hậu tức giận nói. Không đúng, không phải người đưa nữ nhân đến phủ Nhiếp Chính Vương ư. Lễ Thân Vương nói. Bắp thịt trên mặt Hoàng Thái Hậu run rẩy, ai đứng gần có thể thấy rõ phấn trên khóe mắt bà ta rơi xuống, chuyện này cũng đâu liên quan đến phủ Lễ Thân Vương chứ. Sao lại không liên quan? Không phải Uyển Tuệ kia ở phủ Thân Vương của ta sao? Không phải ai ra đưa đến. Người là Hoàng Thái Hậu hạ chí đưa ra khỏi cung mà. Hoàng Thái Hậu hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Lễ Thân Vương, liên tục hít sâu, cảm thấy đầu óc choáng váng, bà ta há mồm, nhưng không thể nói ra một câu. Ai ra, Như Dung, mau gọi ngự y, ngực ai ra đau. Chương 712, Phu Thê Xa Lạ. Hoàng Thái Hậu đi rồi, đương nhiên mọi người cũng giải tán. Lễ Thân Vương lại không bỏ qua, đi vào trong điện theo. Thương Mai nhìn A-man, người không đi vào sao? Ta không quan tâm, A-man nói, nhưng còn ngươi, đi vào dẹp yên chuyện đi, đừng khiến mọi chuyện trở nên quá khó xử. Thương Mai biết chuyện này là lão thất gây ra, nếu thật sự xảy ra chuyện lớn thì cô cũng có trách nhiệm, bèn nói, được, ta đi vào xem sao. Nhưng Thương Mai vừa đi vào đã bị Lễ Thân Vương đuổi ra, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi xen vào làm gì. Thương Mai hết cách, đành phải lui ra ngoài. A-man đứng đợi trước điện. Thấy Thương Mai đi ra ngoài nhanh thế thì cười, ta đoán trước rồi, không cho ngươi nói nhiều, đúng không? Còn không phải sao, Thương Mai chân thành xin lỗi, ta không biết lão thất sẽ đưa người đến phủ Lễ Thân Vương. A-man vốn không muốn gây chuyện, nhưng chuyện đến nước này cũng hết cách, thấy Thương Mai áy náy như vậy thì nói, không quan trọng, vốn dĩ lão tam cũng không thích Hoàng Thái Hậu, chỉ khổ nổi là vẫn luôn không có cơ hội, bây giờ dây dưa một phen, hy vọng sau này bà ta yên phận một chút.
hai người đi ra, Mai Phi đợi ở bên ngoài, thấy hai người đi ra bèn cười nói, Thương Mai, Aman, không bằng đến cung Nhạc Thanh ngồi một lát đi, sợ rằng vương gia không ra ngoài nhanh như thế đâu. Aman cười khổ, xem ra người cũng hiểu tính hắn. Chuyện tốt, thật ra mọi người đều rất hâm mộ ngươi đó. Mai Phi hơi cảm khái, dù khi nãy lễ thân vương nói chuyện khiến người ta thấy khiếp sợ, nhưng trong lòng cô gái nào không có hy vọng như thế chứ. Thương Mai vì muốn nói chuyện Hạ Lâm với Mai Phi, cho nên biết lát nữa sẽ phải đi đến chỗ Tần Châu muộn một chút. Aman dặn dò thị nữ đợi lễ thân vương ngoài cung diên tập, sau đó ba người đi đến cung Nhạc Thinh, lúc đi ngang của Ngự Hoa Viên thì thấy Nghi Quý Phi dẫn thất hoàng tử đi bộ ở bên hồ, sau lưng còn có mấy cung nhân đi theo. Mà trùng hợp là Hồ Hoan Linh cũng dẫn mấy tần phi đi qua từ đối diện cô. Nghi Quý Phi cực kỳ lễ phép hành lễ với Hồ Hoan Linh, thất hoàng tử cũng lễ phép chào, hai mẹ con hoàn toàn không còn khí thế sắc bén như trước đây nữa. Aman cười nhạo, chưa từng thấy Nghi Quý Phi ăn nói khép nép như thế bao giờ, trước đây khi gặp Lương Hoàng hậu, cũng không thấy nàng ta lễ phép như vậy. Mai Phi cười nhạt nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nhà mẹ đẻ của Nghi Quý Phi không còn ai, không có cung cấp từ ngoài phủ, Hồ Hoan Linh vừa vào cung đã cho nàng ta vàng bạc châu báu, nếu bán hết đi thì không dưới chục nghìn lượng, vì sao nàng ta phải trở mặt với Hồ Hoan Linh chứ? Thương Mai cảm thấy từ khi trở về từ Bắc Mạc, Nghi Quý Phi vô cùng yên phận. Ngày xưa gặp cô, từ xa đã cho cô một ánh mắt khiêu khích, còn bây giờ thì không, dù không đến mức thân thiện, nhưng tuyệt đối không biểu hiện ra ác ý. Đứng từ xa nhìn Nghi Quý Phi gia nhập đội đi dạo của Hồ Hoan Linh, ba người chỉ đi về phía trước, không muốn gây chuyện thị phi. Ngồi ở cung Nhạc Thanh nửa canh giờ, Mai Phi đồng ý việc Thương Mai nhờ. Nàng ta hiểu rõ bây giờ tình hình không rõ, mình chỉ có thể dựa vào Nhiếp Chính Vương, nàng ta chỉ mong có thể làm việc giúp Thương Mai và Mộ Dung Khanh nhiều hơn. Lúc Thương Mai đi, lễ thân vương vẫn chưa quay lại, Thương Mai mặc niệm vì Hoàng Thái Hậu mấy giây, sau đó cười rời đi. Trở về phủ, Mộ Dung Khanh đã cho người chuẩn bị xe ngựa, Du Ma Ma cũng chuẩn bị một chút quà tặng, bảo Thương Mai mang đến. Sau khi say rượu, sắc mặt hắn hơi tái, râu mép vừa mọc ra, một vùng xanh xanh, tăng thêm mấy phần ngông cuồng. Đau đầu sao? Thương Mai hỏi. Nếu không ngủ ngon, bệnh đau đầu của hắn chắc chắn sẽ tái phát. Có một chút, nhưng không sao. Mộ Dung Khanh bỗng dừng duỗi tay ôm cô vào lòng, siết chặt lấy, hô hấp vô cùng dồn dập. Thương Mai hơi giật mình, sao thế? Mộ Dung Khanh khàn giọng nói, không có gì, chỉ tự nhiên muốn ôm nàng thôi. Thương Mai mỉm cười, chúng ta phải xuất phát rồi. Mộ Dung Khanh chậm rãi buông cô ra, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, đáy mắt thoáng hiện lên chút cảm xúc phức tạp, Thương Mai, xin lỗi. Đang yên đang lành nói xin lỗi cái gì? Thương Mai bỗng dưng cảm thấy hơi chua xót, nhưng lại cố gượng cười. Mộ Dung Khanh xoa tóc cô, chỉ cảm thấy từ khi gả cho bản vương vẫn chưa từng để nàng sống yên ổn được ngày nào. Mắt Thương Mai hơi cay, cô không quan tâm, sống thế nào cô cũng không quan tâm, chỉ quan tâm người bên cạnh có thật lòng với mình không thôi. Cô đã cảm nhận được sự xa cách của hắn, khi mọi người đều đặt mình trong cảnh nguy hiểm, có vài khoảng cách thật sự không cảm nhận được, nhưng bây giờ mọi chuyện lắng xuống. Cô đã biết hắn vẫn chưa hoàn toàn giao trái tim cho mình. Một câu thích và yêu đã có thể nhìn ra. Thương Mai im lặng một lúc rồi nói, ta không quan tâm, ta yêu chàng, sống cùng với chàng thế nào, ta đều vui vẻ chịu đựng. Mộ Dung Khanh hơi động đậy, yên lặng nhìn cô. Trong đôi mắt có sóng lớn cuộn trào, sâu như biển rộng, môi hơi hé ra. Thương Mai cũng nhìn hắn, muốn một câu nói từ hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì. Chỉ đỡ lấy đầu cô, hôn lên trán cô. Ánh sáng trong mắt Thương Mai dần tối đi. Cô biết không phải là không có tình cảm, chỉ là không yêu tha thiết. Mộ Dung Khanh nắm tay cô đi ra ngoài. Khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có thế này, đã nói phải đi du ngoạn để thả lỏng, nhưng chuyến đi này không hề khiến người ta mong đợi chút nào. Lúc sắp đến Tây Uyển, Thương Mai mới nói, hôm nay ta đã gặp Mai Phi, nói về chuyện Lâm Lâm với bà ấy đã đồng ý giúp đỡ. Mộ Dung Khanh gật đầu, vậy thì tốt. Sau đó, Thương Mai không nói gì, Mộ Dung Khanh cũng im lặng. Tiểu Khuyên đi cùng người lái xe ngựa ở bên ngoài, không nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên từ bên trong thì cảm thấy kỳ lạ, sao Vương Gia và Vương Phi không nói gì vậy. Mãi đến khi xuống xe ngựa, Mộ Dung Khanh đi xuống trước, lúc duỗi tay kéo Thương Mai hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa tay tới, Mộ Dung Khanh cười với cô, không vui sao? Không có.
Thương Mai lắc đầu theo bản năng, thật ra cô thật sự không vui, nhưng cô bắt đầu che giấu cảm xúc của mình trước mặt hắn. Thương Mai không biết vì sao bọn họ lại trở nên xa lạ như thế. Nhưng cô cũng bất lực. Hoàng thất Đại Chu chuyên sử dụng Tây Uyển để chiêu đãi quốc khách, nơi này nguy nga lộng lẫy, kiến trúc hùng vĩ, từng có không ít khách quý của nước khác ở lại, năm đó Sở Kính của Bắc Mạc cũng từng ở đây nửa tháng. Đại phu Ôn Yến, đại trưởng công chúa Kinh Mạc của Đại Lương cũng từng ở đây. Ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, rọi lên tường rào ngói xanh, dù Tây Uyển này từng được tu sửa, nhưng đa số đều giữ lại dáng vẻ xây lúc mới khai triều. Chớp mắt một cái, năm tháng trôi qua, Tây Uyển cũng có dấu vết của lịch sử. Hai con sư tử đá trước cửa oai phong lẫm liệt, trước cửa có binh sĩ của Đại Chu đứng gác. Thấy Mộ Dung Khanh đi tới, hai người vẫn không nhúc nhích. Có thị vệ chuyên tiếp khách vội ra nghênh đón, đưa hai người vào. Quận vương đâu? Mộ Dung Khanh hỏi. Bẩm vương ra, quận vương đang múa kiếm trong Tiêu Tương Uyển. Người đi đi. Mộ Dung Khanh đuổi hắn ta đi. Thị vệ chắp tay, lui xuống. Hai người Thương Mai và Mộ Dung Khanh dẫn Tiểu Khuyên đi qua chính điện, bước lên hành lang gấp khúc đi tới Tiêu Tương Uyển. Chương 713, đến thăm Tần Châu. Bước vào trong Tiêu Tương Uyển, lập tức nhìn thấy bóng người màu xanh di chuyển rất nhanh, cả người nàng ta bị kiếm ảnh bao phủ, tay áo tung bay, xoay tròn như múa, tư thế vô cùng xinh đẹp, lại không mất đi sự oai hùng. Nàng ta lại vung kiếm tiến lên, tư thế tao nhã tiêu sái, theo chiêu kiếm thay đổi, dáng người của nàng ta cũng như gió như tiên. Thương Mai nhìn mà ngơ ngác, cô chưa từng thấy kiếm pháp đẹp như vậy bao giờ, vẫn luôn cho rằng võ công giết chóc đều sẽ tàn khốc, sao có thể đẹp được. Ngọc Nữ kiếm pháp, Liễu Nhứ kiếm pháp, Độc Cô Cửu kiếm trên phim, dưới hiệu ứng đặc biệt trông cực kỳ xinh đẹp, nhưng cô luôn thấy rất giả tạo. Bây giờ tận mắt nhìn thấy mới nhận ra cảnh quay trên TV còn không đẹp bằng một nửa Tần Châu. Vương gia, Vương Phi, A Cảnh thấy hai người thì vội tiến lên. Tần Châu nghe vậy thì thu kiếm, xoay người lại, một cái xoay tròn lưu loát tuyệt đẹp. Hôm nay Tần Châu vẫn mặc đồ nam như cũ, tóc búi lên, áo gấm xanh thắt lưng ngọc, có mấy phần mới mẻ phóng khoáng của kiếm khách Ngụy Tấn. Hai người đến rồi, nàng ta ném kiếm cho A Cảnh, chắp tay nói. Ánh mắt hờ hững lướt qua khuôn mặt Thương Mai, sau đó nhìn sang Mộ Dung Khanh. Thương Mai mỉm cười nhìn nàng ta, có lẽ vì ánh nắng rực rỡ, khiến đôi mắt cô cũng sáng lấp lánh, cô giơ tay, gọi Tiểu Khuyên đưa quà tặng Du Ma Ma chuẩn bị lên. Người đến đây đã mấy ngày, vốn dĩ nên đến thăm người sớm một chút, nhưng thật sự có vài chuyện làm chậm trễ, quận vương thứ lỗi. Thương Mai cúi người nói. Tần Châu đáp, không sao, người cứ bận việc của mình là được rồi, ta rất ổn. Nàng ta cũng không mong cô đến, thân phận của mình là phiền phức, là thị phi ở kinh thành Đại Chu, nếu bọn họ đến nhiều, ngược lại sẽ bị người ta nghi ngờ. Nàng ta mời Mộ Dung Khanh và Thương Mai vào điện. Tây Uyển này có 8 cung điện, Tiêu Tương Uyển là cái ở giữa, không quá ồn ào, cũng không quá vắng vẻ. Nước trà có người hầu hạ, là trà vân vụ thượng hạng cho Đại Hưng sản xuất, trà vân vụ này cực kỳ đắt tiền, ở Tây Uyển, ăn uống tiêu dùng đều cực kỳ tốt, đặc biệt là thân phận của Tần Châu. Hoàng đế tiếp đãi Tần Châu theo đãi ngộ của quốc quân. Thương Mai hỏi, quận vương ở đây đã quen chưa? Không có gì là quen hay không quen cả, quân nhân không chú ý những điều này, chỉ cần có cái ăn là được. Tần Châu nói, Thương Mai cũng đồng ý điều này, cô cũng xuất thân là đặc công, cũng tính là quân nhân, với quân nhân, chịu khổ cũng chẳng phải vấn đề lớn. Mộ Dung Khanh bỗng nhiên đứng dậy, nói, hai người trò chuyện đi, bản vương đi ra ngoài một lát. Thương Mai ngạc nhiên nhìn hắn, hắn luôn nói Tần Châu có ý kia với cô, bây giờ lại bỏ cô lại đi ra ngoài. Mộ Dung Khanh không đợi cô trả lời đã đi ra ngoài trước. Trong điện chỉ còn lại Tần Châu và Thương Mai, bầu không khí hơi xấu hổ, đặc biệt là khi Thương Mai nhớ đến cuộc trò chuyện của Mộ Dung Khanh và Tô Thanh, ngày càng cảm thấy mất tự nhiên. Hơn nữa trong lòng cô rất rối, không biết vì sao Mộ Dung Khanh đột nhiên đi ra ngoài. Tần Châu nhìn ra sự lo lắng trong lòng cô. Nhẹ giọng hỏi, hai người cãi nhau à? Thương Mai rũ mắt, không, không có cãi nhau. Thậm chí bọn họ còn không cãi nhau lấy một câu, tôn trọng nhau như khách. Người có muốn đi xem hắn không? Ta không cần ai ở cạnh đâu, Tần Châu nói. Thương Mai lắc đầu, nở nụ cười áy náy, xin lỗi, thất lễ rồi. Quan hệ của chúng ta, không cần phải nói những câu khách sáo thế này. Tần Châu cau mày. Thương Mai ngây người, quan hệ của chúng ta. Hình như chúng ta cũng đâu thân thiết lắm. Bầu không khí lại trở nên lúng túng,
Thương Mai vội phá vỡ không gian yên tĩnh, khi nãy ngươi sử dụng kiếm pháp gì vậy? Trông rất đẹp. Tần Châu lập tức vui vẻ, là Việt nữ kiếm pháp, thật ra bộ kiếm pháp này chỉ đẹp chứ vô dụng, lực sát thương không đủ, thậm chí còn không bằng Lạc Hoa kiếm pháp. Lạc Hoa kiếm pháp. Đúng, tên như ý nghĩa, nếu sử dụng kiếm pháp này, hoa lá xung quanh đều sẽ rụng sạch, kiếm khí vô cùng lợi hại. Thương Mai không khỏi hâm mộ, ta rất muốn có võ công lợi hại giống như mọi người. Tần Châu mỉm cười, kiếm pháp của Nhiếp Chính Vương còn cao siêu hơn cả ta, nếu so kiếm pháp, ta đấu không lại hắn, đấu không được trăm chiêu. Thật ư, Thương Mai ngạc nhiên, dù cô biết Lão Thất rất giỏi đánh nhau, nhưng chưa từng thấy hắn múa kiếm bao giờ. Ngươi không biết sao, hắn không luyện kiếm trong phủ à? Tần Châu khó hiểu hỏi. Ta chưa từng thấy hắn luyện bao giờ, Thương Mai thành thật nói. Tần Châu ồ một tiếng, thấy ánh mắt Thương Mai hơi u ám thì trấn an, hắn có kiếm pháp cao siêu, có thể khống chế sức mạnh khi ra chiêu, cho nên không cần luyện tập nhiều. Thương Mai ngạc nhiên, sau đó hiểu ra Tần Châu hiểu nhầm rồi, thật ra cô không vì chuyện Lão Thất không cho cô biết kiếm pháp. Ngươi có dự định gì không? Thương Mai đổi đề tài. Tần Châu cười nhạt, không có dự tính gì hết, tới đâu tính tới đó. Thương Mai bưng trà, nhớ đến chuyện nàng ta bị bỏ tù lúc trước. Bèn hỏi tội của người đã được xóa bỏ chưa? Xóa bỏ, ngươi tin ta không giết Vương Hoàng hậu à? Ừ, đúng, Nhiếp Chính Vương sẽ nói với ngươi. Tần Châu cười lắc đầu, nếu ta đã được xóa tội thì cũng không đến mức phải tới Đại Chu. Thật ra Mộ Dung Khanh không nói quá nhiều về chuyện Tần Châu với Thương Mai, chuyện Bắc Mạc nội loạn và Tần Châu cũng chỉ nghe nói mấy câu. Thương Mai nhẹ giọng nói, ngươi chinh chiến nhiều năm, lần này đến Đại Chu cứ xem như đi giải sầu đi. Ừ, ta cũng nghĩ thế. Tần Châu gật đầu đám. Thương Mai nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng ta, nghĩ tới lúc trước nàng ta cứ luôn tự xưng là bản tướng, không khỏi phì cười. Tần Châu sửng sốt, nhìn khuôn mặt cười tươi, trái tim nàng ta cũng chợt nở hoa, ngươi cười cái gì? Thương Mai lắc đầu một cái, vẫn không nhịn được nụ cười trên môi, nhớ tới lúc ngươi và ta quen nhau, khi đó ngươi rất có ý kiến với ta, cũng không tin ta. Tần Châu cũng cười, đúng thế. Khi đó ta có mắt không tròng, nếu tin ngươi sớm hơn một chút thì có một vài chuyện đã có thể ngăn cản rồi. Nói xong, ánh mắt nàng ta cũng trở nên u ám. Thương Mai biết nàng ta đang nói chuyện núi Lang Vĩ, đó là sự kiện đau đớn thê thảm mà bọn họ cùng trải qua, bây giờ nói lại, đương nhiên kéo theo cảm xúc của Thương Mai. Đó cũng là sinh mệnh sống sờ sờ mà cô từng chữa trị, từng tiếp xúc. Lúc ở Mộc Trại, trưởng thôn rất tốt với ta, không chỉ ông ấy. Rất nhiều thôn dân đều vô cùng thân thiết với ta, bây giờ ta vẫn luôn nhớ tới khuôn mặt tươi cười của bọn họ, trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, bọn họ vẫn có thể giữ được trái tim thuần túy, còn hoàn toàn tin tưởng vào một vương phi đến từ nước địch, ta. Giọng nói của Thương Mai hơi nghẹn ngào, nhớ đến những người đó, trái tim cô lập tức thấy chua xót và đau nhói. Đấu tranh quyền lực, vì sao người bị thương luôn là dân chúng vô tội? Tần Châu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. An ủi, đừng buồn, đã qua cả rồi. Nàng ta vẫn không giỏi an ủi người khác như trước, nhưng ít nhất nàng ta chịu an ủi. Thương Mai uống một ngụm trà, mùi trà vân vụ thấm vào tim gan, khiến người ta vô cùng thoải mái. Chủ đề đau lòng cũng không nên nói mãi, Thương Mai đành phải tìm chủ đề khác, vì Tần Châu không giỏi tìm chủ đề nói chuyện. Lúc định cất tiếng, Tần Châu đột nhiên hỏi, kinh thành này có chỗ nào vui không? Chương 714, thăm dò A Cảnh. Thương Mai lắc đầu xin lỗi, thật ra ta cũng không biết, ta gần như chưa từng đi ra ngoài chơi, ngươi muốn ra ngoài à? Hay là hôm nào ta đến dẫn ngươi ra ngoài đi dạo một chút? Tần Châu lắc đầu nói, không, ta chỉ hỏi thôi, ngươi lớn lên ở kinh thành mà chưa từng đi ra ngoài sao? Trước khi xuất giá, nữ tử không được tùy tiện đi ra ngoài, sau khi xuất giá, có rất nhiều chuyện phải làm, nên cũng lười đi ra ngoài. Tranh thủ gần đây Nhiếp Chính Vương rảnh rỗi thì đi ra ngoài nhiều một chút. Đi nhiều rồi, lòng người cũng thoải mái hơn. Tần Châu chân thành nói. Thương Mai mới biết hóa ra nàng ta sợ mình khó chịu, cho nên muốn mình ra ngoài giải sầu. Thương Mai cảm động, cảm ơn. Sau khi đi ra ngoài, Mộ Dung Khanh đi một vòng cả Tây Uyển. Từ phòng vệ, cửa hông, khoảng cách giữa cung điện và cung điện đều tìm hiểu rõ ràng. Lúc trước hắn cũng từng đến Tây Uyển, nhưng không cần phải chú ý đến những điều này, lần này thì khác. Hắn phải sắp xếp lực lượng canh phòng ở Tây Uyển lại lần nữa, sắp xếp lực lượng canh phòng trong bóng tối. Thật ra là Thương Mai trách lầm hắn rồi, hắn không phải ra ngoài vì thấy khó chịu,
chỉ là sau này hắn không thể thường xuyên bước vào Tây Uyển nữa, cho nên phải hiểu rõ Tây Uyển, đề phòng bất trắc. Nếu đổi lại ngày xưa, Thương Mai sẽ không nghĩ gì, nhưng vì lúc trước có chuyện không vui, khiến tâm trạng cô rối ren, nên mới suy nghĩ lung tung như vậy. Lúc Mộ Dung Khanh trở về, Thương Mai và Tần Châu trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bầu không khí lúng túng khi vừa gặp mặt biến mất, Tần Châu cười rất vui vẻ, vì Thương Mai đã thoải mái hơn rất nhiều. Nói gì mà vui vẻ thế? Mộ Dung Khanh vừa đi vào đã hỏi. Thương Mai cười đáp, khi nãy bọn ta nói đến A Cảnh và Nhu Giao, vừa nói thì A Cảnh đã chạy ra ngoài rồi, tên này thẹn thùng. Mộ Dung Khanh cười nói, chẳng trách bản vương thấy lúc nãy hắn đi ra ngoài còn đỏ mặt nữa. Tần Châu mỉm cười, hắn không thừa nhận. Thương Mai nói, hắn không thừa nhận, nhưng chúng ta đều nhìn ra. Tần Châu lắc đầu, dù là thật, hắn cũng sẽ không thừa nhận, tối hôm trước hắn từng uống say một lần, ta cũng có hỏi hắn, hắn không muốn thừa nhận, hắn cảm thấy không xứng với Nhu Giao, hắn nói không phải thích Nhu Giao, chỉ muốn bảo vệ nàng mà thôi. Thương Mai đột nhiên có một ý định, hay là chúng ta thử hắn đi. Mộ Dung Khanh liếc cô một cái, nàng lại có ý đồ xấu gì đó. Thương Mai vui vẻ, không phải ý đồ xấu, chỉ muốn thăm dò suy nghĩ của hắn thôi. Tần Châu cũng thấy hứng thú, thật ra Nhu Giao rất tốt, nếu A Cảnh có thể ở bên A Giao thì tốt quá rồi. Nàng ta vẫn luôn cảm thấy áy náy với A Cảnh, ở Bắc Mạc, với độ tuổi của hắn đã sớm thành thân sinh con rồi. Nhưng hắn vẫn luôn ở trong quân cùng nàng ta, cha mẹ A Cảnh đều từng nói rất nhiều lần, mong hắn sớm ngày thành thân. Nhu Giao, sẽ vừa ý hắn sao? Tần Châu lại hơi lo lắng, sợ tổn thương A Cảnh. Thương Mai nói, bây giờ Nhu Giao thích Tô Thanh. Nhưng đã dần điều chỉnh rồi, nếu có người ở bên nàng, từ từ vượt qua, dù bây giờ không có tình cảm thì sau này cũng sẽ có, lâu ngày sinh tình mà. Tần Châu gật đầu, người nói cũng đúng, vậy chúng ta thử hắn đi. Thương Mai nói, được, sau khi chúng ta đi, ngày mai ngươi nói với hắn trái tim của Nhu Giao bị tổn thương, muốn một mình rời khỏi kinh thành, ta cũng sẽ tìm cớ để sáng mai nàng đi ra khỏi cổng thành. Tần Châu gật đầu, nét mặt rạng rỡ, được. Vì nói đến chuyện người bên cạnh, bầu không khí giữa ba người tốt hơn rất nhiều, cười nói một lúc đã nửa canh giờ trôi qua. Tần Châu sai người chuẩn bị đồ ăn, Mộ Dung Khanh và Thương Mai ăn cơm xong mới đi. Lúc đi, Tần Châu tiễn ra, Mộ Dung Khách đi đằng trước, Thương Mai và Tần Châu đi ở phía sau. Tần Châu nhỏ giọng nói với Thương Mai, người đừng ầm ĩ mâu thuẫn với hắn, phu thê đồng lòng tát biển đông cũng cạn, trong lòng hắn có ngươi, thật đấy. Thương Mai ngạc nhiên, người biết ta và hắn có mâu thuẫn gì à? Nhìn ra được, Tần Châu cười khẽ, vẻ mặt hơi buồn, người nghĩ cái gì, có lẽ ta biết rõ. Thương Mai thầm thấy xúc động, cảm ơn ngươi, Tần Châu. Tần Châu vẫn giữ nụ cười như trước, không nói gì thêm. Tiễn hai người xong, Tần Châu từ từ đi về, vẻ mặt cô đơn. Tha hương nơi đất khách quê ngươi, sao nàng ta có thể vui được? Nhưng không thể biểu hiện mình đang rất bất an trước mặt Thương Mai được. Dù không biết cô có thể lo lắng cho mình không, nhưng nàng ta luôn muốn cô vui vẻ. Quận Vương, bọn họ đi rồi ạ. A Cảnh xách một thùng nước trong tay, thấy Tần Châu đi về phía mình thì bèn hỏi. Đi rồi, người xách nước làm cái gì? Tần Châu hỏi. A Cảnh cười ngây ngô, tường vi trong sân sắp nở, nhưng đất khô quá, mà tướng tưới chúng nước để không khiến nó chết khô. Người thích tường vi, trở thành người yêu hoa từ bao giờ đấy? Tần Châu ngạc nhiên. A Cảnh buông nước xuống, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, không phải là ta thích, trước kia khi chạy nạn với huyện chủ, nấp trong một căn nhà trong thôn, căn nhà đó trồng một bụi tường vi ở đầu tường, nàng ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tường vi, nói nó đẹp. Là vì Nhu Giao sao? Tần Châu hiểu ra, nhưng lập tức khoát tay, thở dài, được rồi, người đừng tưới nước, hoa nở chưa chắc nàng ta có thể nhìn thấy. Sao không thể nhìn thấy được? A Cảnh cười nói, đến lúc đó hoa nở, mà tướng sẽ mời nàng đến ngắm. Nàng, hay được rồi, người đi tưới nước đi. Tần Châu chắp tay sau lưng, thở dài một hơi, đi vào trong. A Cảnh thấy thế thì ngây người, vội chạy đến, quận vương, có phải người biết chuyện gì không? Huyện chủ sao thế? Tần Châu nhìn vẻ mặt sốt ruột của hắn ta, muốn nói lại thôi, được rồi, không có chuyện gì. Người nói đi, nàng ta sao thế? A Cảnh thấy nàng ta như thế thì càng nôn nóng hơn, huyện chủ nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Không có gì, không cần lo lắng, ta đi ngủ một lát trước. Tần Châu nói xong thì nhanh chóng trở về phòng. A Cảnh trợn mắt lên, chạy nhanh tới,
những cửa đã đóng, hắn ta cũng không dám tiến vào, chỉ có thể đi qua đi lại ở bên ngoài. Hắn ta đi qua đi lại suốt nửa canh giờ, nhưng Tần Châu vẫn không đi ra ngoài. Ngủ lâu thế, A Cảnh như con kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột đến mức đi vòng vòng. Hắn ta bắt đầu ho khan, bắt đầu hắt hơi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu sợ hãi, sử dụng đủ mọi cách để đánh thức Tần Châu. Tần Châu nằm trên ghế quý phi, nhẹ nhàng chờ mình, trên mặt mang nụ cười thoải mái, tên nhóc này, nói một đằng nghĩ một nẻo, ngay cả ta cũng dám lừa. Tiếng ho khan ngoài cửa ngày càng lớn, ngày càng nhiều, Tần Châu nhắm mắt, gối hai tay sau gáy, ngủ thiếp đi. Tâm trạng nặng nề chèn ép mấy ngày liên tiếp vì Thương Mai đến mà biến mất. Nhưng tiếc là cô không thể đến thường xuyên, đương nhiên cũng không thể thường xuyên gọi cô đến, sẽ hại cô. Thương Mai và Mộ Dung Khanh rời khỏi Tây Uyển, xe ngựa lập tức chạy ra ngoại thành. Vì Tần Châu thay đổi bầu không khí, hai người cũng không còn xa lạ như lúc trước nữa, ngồi trong xe ngựa vừa cười vừa nói. Tiểu Khuyên ở bên ngoài nghe thấy, trên khuôn mặt lo lắng cũng xuất hiện nụ cười. Chương 715, leo núi. Tâm trạng Thương Mai cũng thoải mái hơn rất nhiều, cũng như khi nãy cô nói về A Cảnh và Nhu Dao, bây giờ không yêu, nhưng năm tháng lâu dài, sau này có nảy sinh tình cảm hay không cũng chưa chắc. Cả một đời, năm tháng dài lâu như vậy, cô có thể đợi. Hơn nữa Lão Thất thật sự cũng có tình cảm với cô, chỉ là không sâu đậm như cô đoán thôi. Khoảng giờ thân thì xe ngựa ra khỏi thành. Thương Mai bảo Tiểu Khuyên đợi trong xe ngựa, cô và Mộ Dung Khanh muốn lên núi. Vì sao phải lên núi? Đương nhiên Mộ Dung Khanh sẽ đi cùng, nhưng cũng tò mò vì sao cô muốn lên núi. Hiếm khi ra ngoài, đương nhiên phỉa dạo chơi phong cảnh ở ngoại thành rồi, ta không muốn ngắm nhìn kinh thành phồn hoa, còn không bắt đi hít thở không khí trong lành. Mộ Dung Khanh thấy cô cười tươi thì thầm thở phào nhẹ nhõm, nắm tay cô nói, nếu nàng muốn ngắm thế giới phồn hoa, ta sẽ ngắm cùng nàng, nếu nàng muốn ngắm phong cảnh núi sông, ta cũng sẽ ngắm cùng nàng. Thương Mai xúc động, ai không thích nghe lời hay, đặc biệt là phụ nữ, không quan tâm thật lòng hay không, tóm lại là nghe vui tai. Mà Lão Thất cũng không phải nói dối, ít nhất bây giờ hắn nghĩ như thế. Ta thích leo núi, đến khi già rồi, leo không nói ta vẫn muốn leo. Thương Mai thở nhẹ một hơi, trên đường lên cũng khá bằng phẳng, cho nên đi rất thoải mái. Vì sao thích leo núi thế? Mộ Dung Khanh hỏi, sau đó cười bảo, già rồi, nếu nàng muốn leo, bản vương sẽ cõng nàng lên. Đương nhiên Thương Mai thấy vui rồi, từ nhỏ đã thích, luôn cảm thấy leo lên đỉnh núi sẽ có thể nhìn thấy phong cảnh trước giờ mình không nhìn thấy. Trước đây tôi cũng rất thích xem mặt trời mọc, đi một mình từ sau khi thành thân, ta chưa từng lên núi ngắm mặt trời mọc lần nào nữa. Mộ Dung Khanh nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt cô, nghĩ ra một ý, nàng muốn ngắm mặt trời mọc, ngày mai ta lại đến cùng nàng. Ngày mai không phải chúng ta phải đi xem kịch hay sao? Thương Mai cười nói. Nghĩ đến Nhu Dao, cô vẫn rất đau lòng, Nhu Dao thật sự đáng để có một tình yêu thuộc về mình. Con người màu mực của Mộ Dung Khanh chứa ý cười, nghe nàng nói ta cũng thấy hơi chờ mong, ngày xưa ta không thích hóng chuyện như thế đâu. Thương Mai bỗng đứng lại, nhìn vào hắn bằng đôi mắt đen. Sao thế, không đi nổi nữa à? Mộ Dung Khanh thấy cô bỗng nhiên dừng lại thì hỏi. Thương Mai lắc đầu một cái, chỉ cười nói, hôm nay chàng nói chuyện hơi lạ. Có gì lạ, Mộ Dung Khanh ngẩn ra. Lúc trước chàng nói chuyện với ta đều là bản vương, sao hôm nay lại thành ta rồi? Mộ Dung Khanh ngạc nhiên, bỗng nở nụ cười, duỗi tay che lên mắt cô, hôn xuống vầng trán cô, không biết, ta chỉ muốn làm một đôi phu thê bình thường với nàng thôi. Nàng không phải vương phi, ta cũng không phải vương gia. Hắn buông tay ra, đôi mắt Thương Mai lóng lánh, đây coi như lời đáp lại câu nói kia của cô hôm nay sao. Thương Mai, Mộ Dung Khanh bỗng trở nên nghiêm túc. Thương Mai ừ một tiếng, nắm tay hắn đi tiếp. Mộ Dung Khanh nhỏ giọng nói, ta không phải một nam nhân dịu dàng hiểu chuyện tình cảm ơn nàng vẫn luôn bao dung. Chàng vẫn luôn rất tốt với ta, Thương Mai cúi đầu nói. Bùn đất trên đường núi dính lên mũi giày gấm màu xanh, hắn cũng bị như thế. Cô bỗng nhiên rất thích cảm giác như vậy, hai người đi bộ cùng nhau, dính bùn đất trên đường, tựa như cuộc đời này vậy, bọn họ sẽ trải qua rất nhiều, nhưng cuối cùng đều sẽ không buông tay nhau ra. Mộ Dung Khanh hơi động môi, nhưng không nói gì. Thật ra hắn muốn nói hắn cảm thấy mình đối xử chưa đủ tốt với cô, hắn hy vọng giữa bọn họ có thể tốt hơn một chút, nhưng hắn không biết phải làm sao. Hắn không nói ra được thành lời, hắn cảm thấy cả đời này mình cũng không thể nói ra.
Thương Mai chuyển chủ đề, nói về chuyện Bắc Mạc. Vừa đi vừa nói, đi khoảng hơn nửa canh giờ, nhưng phải đi nửa canh giờ nữa mới đến được đỉnh núi. Trên đường có tiểu phu đốn củi cõng một bó củi xuống núi, nghỉ ngơi ở ven đường, thấy hai người mặc đồ hào hoa phú quý, vẻ ngoài nổi bật thì nhìn nhiều thêm mấy lần. Mộ Dung Khanh thấy bên cạnh có một tảng đá thì nói với Thương Mai, đi lâu như vậy nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát trước đã. Thương Mai thấy phong cảnh nơi này rất đẹp, bèn nghe lời ngồi xuống. Cô thấy tiểu phu kia ngồi dưới đất, lấy một miếng bánh rán ra bắt đầu ăn. Hai người mới ăn cơm ở Tây Uyển không bao lâu, đương nhiên không đói bụng, nhưng thấy tiểu phu ăn ngon lành như vậy cũng không khỏi thèm nhỏ dãi. Có lẽ tiểu phu cũng thấy hơi ngại, bèn ngượng ngùng hỏi, ra, phu nhân, ăn bánh rán không? Thương Mai cười nói, cảm ơn, nhưng ông cũng không đủ ăn, giữ lại ăn đi. Tiểu phu lấy túi giấy ra, vẫn còn, người muốn ăn thì ăn đi. Nói xong, ông ấy đứng dậy đi tới, đưa túi giấy đến trước mặt Thương Mai. Hắn hơi sợ Mộ Dung Khanh, vì ánh mắt của hắn luôn rất sắc bén. Còn vị phu nhân thì trông rất hiền lạnh. Thương Mai thật sự bị vẻ ngoài vàng óng của bánh rán hấp dẫn, bèn cầm lấy một miếng. Lúc cô muốn cho vào miệng thì Mộ Dung Khanh duỗi tay cầm lấy, tự cắn một cái, nhai kỹ rồi nuốt vào, không cho Thương Mai ăn. Thương Mai cười nói, nếu chàng muốn ăn thì hỏi đại ca này thêm một cái là được. Mộ Dung Khanh vận khí một vòng, thấy không sao mới nói, ta chỉ ăn một miếng thôi, nàng ăn đi. Nói xong, hắn đưa bánh rán cho Thương Mai. Tiểu phu đưa cái bánh rán còn lại đến trước mặt Mộ Dung Khanh, ra, ngài cũng ăn một cái đi. Mộ Dung Khanh mỉm cười lắc đầu, cảm ơn, ta ăn rồi, người giữ lại ăn đi. Tiểu phu thấy hắn không ăn cũng không ép, bèn đi về bên kia ngồi ăn. Vì ăn đồ của người ta, Thương Mai bèn trò chuyện với hắn. Cô biết được hắn tên Châu Tam, người của thôn Trang dưới núi, thành thân 6 năm, năm nay khó khăn lắm thê tử mới có thai, sắp lâm bồn rồi, cho nên hắn bèn chịu khó làm việc, kiếm thêm chút bạc đợi đứa bé ra đời. Lúc nói chuyện, trong ánh mắt của Châu Tam đều là ý cười hạnh phúc. Một dân chúng bình thường không cần giàu sang phú quý gì, chỉ cần một cuộc sống yên ổn, nuôi vợ nuôi con là đủ rồi. Thương Mai nghe hắn nói một cách say mê. Dù là kiếp trước hay kiếp nay, cô luôn cảm thấy cuộc sống yên bình như thế không có duyên với mình, nhưng bây giờ nghe Châu Tam nói, cô lại rất ngóng trông cuộc sống như vậy. Lo lắng vì bữa cơm vẫn hơn lo lắng cho mạng của mình. Châu Tam nói xong thì tạm biệt hai người, nhặt củi xuống núi. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi lên tới đỉnh núi, tựa vào nhau ngắm mây, ngắm núi rừng một lát, sau đó bắt đầu đi xuống. Lúc xuống tới dưới núi, sắc trời đã tối lại, tia sáng cuối cùng biết mất ở phía tây ngọn núi. Dù đã xuống núi, nhưng còn phải đi một đoạn đường nhỏ mới ra tới đường lớn, trời lại tối đen, Mộ Dung Khanh bèn nói, chúng ta đi vào thôn mượn một cái đèn lồng đi, đường nhỏ gồ ghề, tránh ngã bị thương. Thương Mai mơ hồ thấy phía trước có thôn trang nằm yên tĩnh trên một vùng đất bằng phẳng, từ nơi đó đi thêm một đoạn sẽ đến đường lớn. Đây có phải thôn của Châu Tam không? Thương Mai hỏi. Có lẽ vậy, hắn nói nhà ở dưới chân núi. Mộ Dung Khanh nhìn nhìn, màn đêm đã buông xuống, cũng không thấy rõ là thôn gì, nhưng cách thôn Thạch Đầu xuất hiện bệnh cương thi trước đó chỉ khoảng 10 dặm. Chương 716, gặp phải án giết người. Thương Mai cười nói, nếu là nhà Châu Tam thì ta cũng muốn được gặp con hắn. Mộ Dung Khanh nhớ lại dáng vẻ của cô khi nghe Châu Tam nói, trong mắt lộ rõ vẻ ghen tị, không khỏi cảm thấy hổ thẹn với cô. Hắn cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, nhẹ giọng nói, được, chúng ta qua đó hỏi xem. Hai người từ trên núi xuống nên vào thôn từ phía sau núi, không nhìn thấy tên thôn. Mộ Dung Khanh biết gần đây có vài thôn nhỏ, hắn cũng nhớ một vài tên thôn, nhưng chưa từng đến đây, vậy nên hắn cũng không biết là thôn gì. Trời tối dần, từng hộ gia đình dần sáng đèn, gió rất nhẹ, khói xanh bốc lên. Thương Mai nhìn qua đó, ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà khiến cô cảm thấy thoải mái mà yên tĩnh không thể tả. Tiếng chó sủa ở nơi xa, hai bên đường làng, ngôi nhà im ắng, có tiếng người ba quát mắng con trai vọng ra ngoài sân khiến lòng người thật yên bình. Nếu chúng ta có thể không màng tới mọi thứ, chỉ đến đây sống cuộc sống của mình thì tốt biết mấy. Thương Mai thở dài. Mộ Dung Khanh nắm chặt tay cô hơn, đúng thế. Hắn nhìn lên, đôi mắt đen như mực, không nhìn rõ cảm xúc. Đột nhiên phía trước có tiếng hét thất thanh, sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn. Mộ Dung Khanh và Thương Mai nhìn nhau rồi vội vàng chạy về phía nơi phát ra âm thanh.
Đó là một túp lều tranh có khoảng sân nhỏ, một người phụ nữ trung niên chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng, miệng liên tục sợ hãi kêu lên chết rồi, thu hút hàng xóm xung quanh tới xem. Thương Mai và Mộ Dung Khanh bước vào, trong sân có một đống trứng vỡ, giỏ rơi ở bên cạnh. Nhìn vào trong, họ thấy một người phụ nữ lớn bụng nằm trên mặt đất, máu loang lổ chảy ra gần phòng chứa củi. Thương Mai và Mộ Dung Khanh đều giật mình, vội lao vào trong. Sản phụ dùng dao nấu ăn cứa vào cổ mình, tử vong do mất máu quá nhiều, đã chết khoảng nửa giờ, con dao dính máu rơi bên cạnh. Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai, vẻ mặt cô tái nhợt, cô lắc đầu tắt thở rồi. Con dao cắt vào động mạch chủ trên cổ, mất máu quá nhiều nên sẽ nhanh dẫn đến cái chết, gần như không có cảm giác đau đớn. Sao lại thế? Sao lại thế? Châu Tam đâu? Một giọng nói vang lên từ đám đông, Mộ Dung Khanh nhìn sang thì thấy một người già đang run rẩy bước tới với vẻ mặt đau buồn và kinh ngạc. Thương Mai sửng sốt, Châu Tam. Đây là vợ Châu Tam. Trời ơi, nhìn bụng nàng ấy, đúng là đã sắp sinh rồi. Mộ Dung Khanh đột nhiên nắm lấy tay Thương Mai, kéo về phía sau, rút sợi dây trên cánh tay Thương Mai ra, giơ tay về phía trước, sợi dây đang trói một con rắn độc. Mọi người đều ngạc nhiên, rắn độc năm bước. Con rắn vướng vào sợi dây, vùng vẫy vài cái rồi tắt thở. Mộ Dung Khanh gỡ đèn bão trong sân xuống, dọi vào trong phòng chứa củi, nhìn thấy một người đang nằm trên đống củi, người này đã chết. Ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, là Châu Tam. Sắc mặt Thương Mai trắng bệch, không thể tin được người mình vừa gặp cách đây một tiếng rưỡi trước lại chết bất ngờ như thế. Mộ Dung Khanh kiểm tra một chút, Châu Tam bị rắn độc cắn vào bắp chân, trên bắp chân vẫn còn dấu răng rắn, vết thương có màu đen. Bị rắn độc cắn chết, Mộ Dung Khanh trầm giọng nói. Thương Mai đã thấy rất nhiều người chết, dù là kiếp trước hay kiếp này, nhất là sau khi trải qua thảm kịch ở núi Lang Vĩ, cô cảm thấy đã không còn gì khiến mình bị sốc nữa. Nhưng khi nhìn thấy Châu Tam bị rắn độc cắn chết, vì chồng chết mà vợ Châu Tam cũng tự sát, cô chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Sao lại như vậy? Hôm nay cô còn nghe Châu Tam lên kế hoạch cho tương lai, rõ ràng phía trước hắn là một con đường dù hơi vất vả nhưng ít nhất vẫn hạnh phúc, có thể nhìn thấy hy vọng, nhưng một tiếng rưỡi sau lại đều đã ngưng thở. Cô không biết mình đã rời khỏi thôn bằng cách nào. Tai cô ù đi, chỉ nhớ trước khi đi, Mộ Dung Khanh lệnh cho người đi báo quan, tìm người khám nghiệm tử thi. Sau khi ra khỏi con đường chính thức, cô nhìn thấy xe ngựa đang đợi ở bên đường, cô cũng thấy Tiểu Khuyên đang đi tới, vẻ mặt nàng ta hơi lo lắng. Mộ Dung Khanh ôm cô lên, đột nhiên cô cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, bên tai bỗng vang lên giọng nói hoảng sợ của Mộ Dung Khanh, Thương Mai. Không còn biết gì nữa. Cô chìm vào một giấc mơ. Thân phận đã được đảo ngược, lão thất là Châu Tam, còn cô là vợ Châu Tam. Cô đang mang thai, lão thất từ bên ngoài đốn củi trở về, hôn lên bụng cô, sau đó dịu dàng nói sẽ nấu cơm cho cô. Cô hạnh phúc ngồi trong sảnh, vuốt ve bụng mình, mơ tưởng về những ngày tháng sau này. Không biết đứa bé là con trai hay con gái, đặt tên là gì, sau này đứa bé sẽ làm gì. Cô bỗng suy nghĩ rất nhiều, nhưng dù sao cũng rất hạnh phúc, một nụ cười hạnh phúc thoáng qua giữa hai hàng lông mày. Lão thất nấu cơm đã lâu không trở lại. Bình thường giờ này là hắn đã bưng đồ ăn lên. Cô chạy ra ngoài và hét lớn, lão thất. Không ai trả lời. Giọng cô rất lớn, hẳn là lão thất có thể nghe thấy. Nhưng hắn không trả lời. Cô đứng dậy, tay đỡ bụng chậm rãi bước ra khỏi phòng, đi tới phòng bếp thì nhìn thấy lão thất nằm trên đống củi, đã không còn hơi thở. Cô nhìn thấy con dao làm bếp, tối nay lão thất nấu canh xương nấm hương, con dao này dùng để chặt xương. Một giọng nói vang vọng trong đầu cô, lão thất chết rồi, cô còn sống để làm gì? Cô cầm con dao lên, cứa vào cổ mình. Máu bắn ra loang lổ khắp sàn nhà, cô nhìn thấy vết thương đó, nhìn thấy vết thương trên cổ mình. Thương Mai bỗng mở mắt ra, nhưng lại thấy lão thất ngồi cạnh mình với vẻ mặt tiều tụy, lo lắng nhìn cô. Lão thất, Thương Mai bật dậy, nắm lấy tay hắn, sợ hãi nói, không, vợ của Châu Tam không phải tự sát, nàng bị người khác giết. Mộ Dung Khanh nhìn cô, nhẹ giọng an ủi, nàng gặp ác mộng à? Đừng sợ. Không, không phải. Thương Mai rất sốt ruột, cô đầy bụng nghi ngờ nhưng lại không biết phải nói thế nào. Không phải tự sát, trong mơ, cô cầm con dao làm bếp, cắt đứt động mạch cổ mình, nếu cứa bằng tay trái thì lưỡi dao sẽ kéo dài từ phía sau, nơi con dao cứa xuống sẽ nông hơn. Nhưng cô đã nhìn vết thương của vợ Châu Tam, rất bằng phẳng, là một vết dao rất lưu loát.
hơn nữa lực cắt ở phần lưỡi dao tương đối mạnh. Vết thương này do người khác cứa với một lực rất mạnh. Giấc mơ đó là phản ứng kinh nghiệm tích lũy được của cô, lúc đó cô hoảng hốt, đầu óc không hoạt động, nhưng vết thương đã in sâu trong tâm trí, giấc mơ này như một lời cảnh báo. Tin ta, thật đấy, không phải tự sát đâu, nàng ấy bị giết, Thương Mai nói năng lộn xộn, vừa sốt ruột, vừa lo lắng, vừa nghi ngờ, đầu óc cô như có một mớ chỉ rối cuốn chặt, không thể tỉnh táo. Thương Mai, Thương Mai, Mộ Dung Khanh ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, không sao, đừng lo lắng, ta đã cho người điều tra rồi, là tự sát, nàng đừng suy nghĩ quá nhiều. Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng, rất có sức thuyết phục. Thật sao, thật sự là tự sát sao? Thương Mai lẩm bẩm, chẳng lẽ cô nhớ nhầm, vết thương không phải như vậy. Gần đây cô làm sao vậy? Lúc nào cũng bàng hoàng hoảng hốt, đã xảy ra chuyện gì? Chương 717, nghi ngờ bản thân trúng độc. Cô hít thở sâu vài hơi, từ từ bình tĩnh lại. Tiểu Khuyên, mang nước lại đây. Mộ Dung Khanh thấy cô không còn kích động nữa thì gọi. Tiểu Khuyên và Du Ma Ma vẫn luôn chờ ở ngoài, nghe thấy Vương gia dặn dò thì lập tức đi vào. Nàng ta rót cho cô một tách trà nóng rồi lo lắng hỏi, Vương Phi, có phải người mệt quá không? Thương Mai nhìn khuôn mặt lo lắng buồn rầu của Tiểu Khuyên thì miễn cưỡng nở nụ cười, có thể là vậy, thật sự rất mệt mỏi. Sau này đừng đi leo núi nữa. Tiểu Khuyên nói rồi đưa tách trà tới, Mộ Dung Khanh cầm lấy rồi xua tay ý bảo nàng ta hãy ra ngoài. Nào, uống ngụm nước đi. Mộ Dung Khanh đưa nước tới bên môi cô, nhẹ nhàng nói. Thương Mai uống một ngụm lớn, thở phào nhẹ nhõm, dường như đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều. Cô ngẩng đầu, thấy Mộ Dung Khanh đang lo lắng nhìn mình thì bảo hắn đặt tách trà xuống, cô dựa vào lòng hắn, khẽ nói, đừng lo lắng, ta không sao. Không sao thì tốt, nào, nằm xuống ngủ thêm một lát đi. Giọng hắn có phần đè nén, nhưng đã được kiểm soát rất tốt, không để lộ ra ngoài. Thương Mai nằm xuống, lặng lẽ nhìn hắn, đầu óc đã bình tĩnh hơn chút, nhưng nghi ngờ vẫn liên tục hiện lên. Mau ngủ đi, ta ở đây canh cho nàng. Mộ Dung Khanh vuốt ve mặt cô, ôn nhu nói. Thương Mai từ từ nhắm mắt lại, cô biết mình có gì đó không ổn, nhưng tạm thời vẫn chưa biết là gì. Dần dần, cô lại ngủ thiếp đi. Mộ Dung Khanh vẫn luôn ngồi bên cạnh giường cô, sau khi cô ngủ say, hắn ra ngoài dặn dò Du Ma Ma trông coi Thương Mai, hắn đích thân đến nha môn. Là một cao thủ kiếm, hắn liếc mắt là biết vết thương của sản phụ có gì đó không ổn, hơn nữa giác độc sẽ không tấn công người vô cớ, trừ phi bị uy hiếp, cắn người xong nó sẽ lập tức bỏ chạy, sao có thể vẫn ở trong phòng chứa củi. Trừ khi có người cố ý tạo hiện trường giả rắn độc cắn người, sau đó bắt một con rắn độc về, vì không phải con rắn đã cắn người nên sẽ tạm thời mai phục ở đó. Sau khi có người đi vào nên mới kinh động tới con rắn, nó mới xuất hiện. Vương gia đích thân tới đây vì vụ án ở thôn Ngao Đầu sao? Lương Đại Thần thấy hắn đến thì vội vàng chào hỏi. Thi thể đã được khám nghiệm chưa? Phát hiện ra gì không? Mộ Dung Khanh ngồi xuống, hỏi. Lương Đại Nhân phất tay, một người khám nghiệm tử thi mặc áo màu xám bước vào. Gã kinh cẩn quỳ xuống đất hành lễ, đáp lời, thưa vương gia, qua kiểm tra sơ bộ, phát hiện Châu Tam bị chết do rắn độc cắn, bây giờ mặt hắn đã xuất hiện vết bầm xanh, giống như hình dạng bàn tay bịt miệng. Hẳn là sau khi bị rắn cắn, có người đã bịt miệng hắn, không cho hắn kêu cứu. Vết bầm mà ngươi nói, lúc đó bản vương cũng đã thấy, nhưng lúc đó không thấy rõ, có thể thấy lúc đó chết chưa lâu. Vậy sản phụ thì sao? Mộ Dung Khanh hỏi. Hắn giơ tay, ra hiệu cho gã kia đứng dậy trả lời. Người khám nghiệm tử thi cảm ơn rồi đứng dậy, sản phụ chỉ có một vết thương ở cổ, hơn nữa là vết thương chí mạng. Vết thương rất lớn. Hung khí giết người chính là con dao làm bếp. Hung khí, Mộ Dung Khanh gật đầu, vậy có nghĩa là ngươi cũng cho rằng là hắn giết. Về cơ bản có thể loại trừ khả năng nàng ấy tự sát, vì con dao vẫn luôn đặt trên thớt, không có dấu chân của sản phụ trên bãi đất trống dẫn đến chỗ thớt. Vì sàn nhà ướt nên nếu sản phụ tới đó thì chắc chắn sẽ để lại dấu chân, có nghĩa là con dao không phải do sản phụ tự lấy, có người đã giơ dao lên giết sản phụ, từ vết thương cũng có thể nhìn thấy điểm này. Hơn nữa trên lò bếp cũng nhìn thấy dấu chân nhàn nhạt. Bản vương cũng nghiêng về việc có người giết chứ không phải tự sát, đã hỏi những hàng xóm gần đó chưa? Có ai nhìn thấy người lạ vào không? Ta hỏi rồi Lương Đại Nhân trả lời, hỏi hết toàn bộ hàng xóm xung quanh rồi, họ đều nói rằng không nghe thấy gì bất thường, dì Châu hàng xóm ngồi ngay nhà bên cạnh họ cũng nói khi Châu Tam về còn chào dì ấy,
nói là về nấu cơm cho vợ. Châu Tam vác củi về, chia cho dì ấy một nửa, dì ấy tặng Châu Tam trứng gà. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện trong nhà, dì ấy mang trứng sang, tất cả chỉ khoảng nửa giờ. Khi bà ấy phát hiện ra thi thể thì bản vương cũng có mặt. Mộ Dung Khanh trầm ngâm một lúc, không ai nhìn thấy người khả nghi vào thôn. Lương đại nhân vừa định nói thì Mục Đầu đi vào, chắp tay thưa, vương gia, đại nhân, ty chức vừa hỏi hết dân làng, có một người dân phát hiện khi Châu Tam về, có một người theo dõi phía sau. Người này mặc đồ đen, khoảng 27, 28 tuổi, cao khoảng 1m8, nhưng lúc đó người dân này cũng không chắc là đi theo Châu Tam, sau khi nghĩ lại mới cảm thấy người nọ vẫn luôn đi theo hướng về nhà Châu Tam, giữ khoảng cách 30 trượng với Châu Tam. Hắn mang theo vũ khí không? Lương đại nhân hỏi. Thưa đại nhân, không mang vũ khí, người đó chỉ như đang ngang qua, không phải đi theo, bước chân hắn rất nhẹ, không nhìn ráo rác xung quanh. Mộ Dung Khanh nghe báo cáo xong thì tự phân tích, về cơ bản có thể khẳng định đây là một vụ án giết người. Người đi điều tra xem Châu Tam có kết thù chuốc oán với ai không? Mộ Dung Khanh ra lệnh. Vâng thưa vương gia, ty chức lập tức đi điều tra. Nói xong gã xoay người ra ngoài. Người giám nghiệm tử thi do dự một lúc, vương gia. Thật ra ty chức cũng quen Châu Tam, hắn là một người con có hiếu, mẹ bị bệnh đã lâu, năm ngoái mới qua đời. Bao năm nay, hai vợ chồng họ vẫn luôn phụng dưỡng mẹ già, hàng xóm đều biết họ hiếu thuận. Hơn nữa con người Châu Tam đôn hậu, sợ nhiều chuyện, không bao giờ chủ động gây sự, dù có gặp rắc rối cũng nhận nhịn cho qua, khả năng không có thù với ai. Lương đại nhân liếc nhìn gã, dù ngươi quen hắn nhưng cũng không biết hắn quan hệ với người khác thế nào. Một số chuyện vẫn cần điều tra rõ mới biết được. Vâng, vâng, người khám nghiệm tử thi cúi đầu. Ra khỏi nha môn về phủ, Mộ Dung Khanh ra lệnh cho ám vệ đi bí mật điều tra. Chuyện này không đơn giản, hắn cảm thấy hai mạng người này đều nhằm vào hắn và Thương Mai. Sau khi Thương Mai chìm vào giấc ngủ, cô lại gặp ác mộng. Cô mơ thấy Mộ Dung Khanh vì cứu mình mà bị người khác chém toàn thân đầy máu, cô muốn chạy lại ôm hắn nhưng không chạy được. Thương Mai, Thương Mai, tỉnh lại đi. Cô đột ngột mở mắt, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Trước ánh mắt lo lắng của Mộ Dung Khanh, cô sững sờ một lúc, khàn giọng nói ta lại gặp ác mộng. Nàng vẫn luôn gọi tên ta trong mơ. Mộ Dung Khanh đặt tay lên trán cô, sau đó hôn lên môi cô, ta không sao, nàng cũng không sao, đừng lo lắng, mọi chuyện đều đã có ta đây. Lão thất, mấy giờ rồi? Thương Mai ngồi dậy, cô cảm thấy mình không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Ở đây cũng gần giống trong mơ, mọi thứ vừa thực vừa ảo. Giờ thân rồi. Giờ thân, vậy hôm qua xảy ra vụ án sao? Thương Mai không biết mình đã ngủ mê man bao lâu. Đúng, là chuyện của hôm qua. Mộ Dung Khanh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, ăn chút gì đi đã. Ta không muốn ăn, Thương Mai gõ vào đầu, cảm thấy đầu óc không tỉnh táo. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, lão thất, chàng lấy giúp ta bộ châm tới đây, ta nghi mình trúng độc rồi. Chương 718, múa kiếm. Ánh mắt Mộ Dung Khanh xa sầm, trúng độc. Nàng nghi ngờ mình đã trúng độc. Thương Mai, ta liên tục mơ thấy ác mộng, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, hơn nữa, ta phát hiện không thể khống chế cảm xúc bản thân. Đây là dấu hiệu của trúng độc. Không biết nữa, đây là cảm giác của ta, hoặc là tinh thần ta có vấn đề, hoặc là ta đã trúng độc. Thương Mai cảm thấy trán đầm đìa mồ hôi, đầu cũng lành lạnh. Cô duỗi tay lau thử thì lại chẳng có giọt mồ hôi nào. Cô sững sờ nhìn bàn tay của mình, càng cảm thấy kỳ lạ. Mộ Dung Khanh lấy bộ kim châm cho cô, sau đó sai người cầm lệnh bài của hắn đi mời ngự y. Thương Mai tự kiểm tra cho mình một lượt, cũng đã châm cứu, tinh thần đã sảng khoái hơn chút, nhưng không thấy mình trúng độc. Chẳng lẽ, tinh thần cô thật sự có vấn đề? Phải rồi, phụ của Châu Tam, bên nha môn có tin tức gì không? Thương Mai vén chăn xuống giường, cô ngồi trước bàn, uống nước lạnh ừng ực, nước lạnh có thể giúp cô duy trì tỉnh táo. Mộ Dung Khanh nói, lúc nàng ngủ, ta đã đến nha môn một chuyến, cũng đã tự mình kiểm tra thi thể, Châu Tam thật sự bị trùng độc cắn chết, còn thê tử của hắn cũng đã tự vẫn, vết thương không có gì đáng ngờ. Không có gì đáng ngờ, chẳng lẽ ta đã nhìn nhầm? Thương Mai kinh ngạc, nàng đã nhìn nhầm rồi, gần đây nàng đã quá mệt mỏi, đừng nghĩ ngợi sâu xa nữa. Mộ Dung Khanh ôm cô từ phía sau, dịu dàng nói, ngoan nào, nàng ăn ít gì đã, được không? Thương Mai biết hắn rất lo lắng cho cô, nên tuy không muốn ăn, cô cũng vẫn gật đầu, được, ta đói rồi. Mộ Dung Khanh cười nói, ta cũng đói rồi,
từ hôm qua đến giờ, ta cũng nhịn cùng nàng đấy. Thương Mai kéo tay hắn, ngoái đầu, người cũng không ăn. Người ngốc hả? Không ngốc, nàng không khỏe, ta ăn cũng không vô. Mộ Dung Khanh vòng qua, ôm cô vào lòng, hắn im lặng một lát rồi nói, Thương Mai, ta chỉ muốn nói với nàng rằng, nàng rất quan trọng với ta, ta không muốn nàng chịu mảy may thương tổn nào, nhưng dường như ta luôn không làm được, ta rất hổ thẹn. Thương Mai thoải mái nhắm mắt, cảm giác trong lòng đang trăm hoa đua nở, ngốc ạ, ta thật sự không sao, hơn nữa, phu thê nên sánh vai đồng lòng, chứ không phải ta trốn sau lưng người. Mộ Dung Khanh ôm cô càng chặt hơn, đến nỗi Thương Mai gần như ngạt thở. Thương Mai cảm thấy là lạ, đẩy hắn ra, quan sát, sao thế? Mộ Dung Khanh lắc đầu, không có gì, chỉ là muốn mãi ôm nàng thế này. Ngốc chưa kìa, Thương Mai cười, ta đói rồi, mau gọi người dọn đồ ăn lên đi. Cô lo hắn đói bụng. Du Ma Ma đã hâm xong đồ ăn từ lâu, nghe Mộ Dung Khanh gọi dọn món, lập tức sai người bưng lên. Ăn cơm xong, Mộ Dung Khanh bảo muốn cùng Thương Mai tản bộ trong phủ, đương nhiên hắn viện cớ là mình đã ăn quá no, ngự y cũng chưa đến, nhân lúc này ra ngoài đi dạo. Thương Mai tất nhiên đồng ý, trước khi đi, Mộ Dung Khanh lấy ra ít giấm, nói, nàng uống một ngụm đi. Giấm, Thương Mai ngửi thấy mùi giấm bỗng muốn nôn, mùi giấm này quá nồng. Đúng vậy, uống một ít nhé, Mộ Dung Khanh dỗ. Người lo ta trúng trùng độc sao? Thương Mai lắc đầu, ta không phải trúng trùng độc. Mộ Dung Khanh uống trước một ngụm, uống cho yên tâm. Uống giấm này, trùng độc thật sự sẽ không xâm nhập được sao? Mùi giấm cứ sộc vào mũi, cô hỏi. A Xà cô đã nói vậy đó, nàng ta nói, thứ nhất, trùng độc sợ mùi này, thứ hai, giấm và trùng độc có mùi giống nhau, khi nàng uống đến ám ảnh, nếu có người hạ trùng độc trong thức ăn, nàng có thể biết được. Thương Mai vì để hắn an tâm nên chiều theo uống một ngụm, chua đến nỗi mặt cô nhăn như khỉ ăn ớt. Mộ Dung Khanh thấy mặt cô nhăn như khỉ ăn ớt thì cười ha hả. Thương Mai đánh hắn, còn cười hả, lúc người uống không phải cũng thế sao? Không phải, ta uống cho nàng xem. Mộ Dung Khanh ngẩng đầu, uống ực một ngụm, sau khi nuốt xuống, mày không nhăn một cái, hắn đá đầu lưỡi, ta đã uống từ nhỏ đến lớn nên quen rồi. Thương Mai sững sờ, từ nhỏ đã uống sao? Không phải ngài nói. Không phải nói, lúc Tôn Phương Nhi hạ trùng độc trên người hắn, hắn mới uống sao? Mộ Dung Khanh đặt bình giấm xuống, dắt tay cô đi ra ngoài, lúc nhỏ không uống loại này mà uống thứ khác. Thứ gì? Thương Mai hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Khanh cười cười, mắt nhìn xa xăm, rượu. Rượu thuốc, từ nhỏ, mẫu phi luôn yêu cầu rất cao đối với hắn, lúc luyện võ, cả người lúc nào cũng đầy thương tích, lão tổ tông bèn sai người ngâm rượu thuốc bồi bổ cho hắn. Mỗi ngày uống một ngụm trước khi ngủ, còn dùng thuốc ngâm mình. Giấm và rượu có vị không giống nhau. Thương Mai lẩm bẩm. Hôm nay trời nắng đẹp, ánh nắng len lỏi qua các nhánh cây, nhiệt độ thể hiện sức nóng của mặt trời. Đến hoa viên, có vài nha hoàn mới vào đang đá cầu, đá qua đá lại, cảnh tượng thật đẹp. Thấy hai người đến, họ vội vàng ngừng lại, bước đến hành lễ. Thương Mai cười, nói, mọi người cứ chơi đi, ta cùng vương gia đi dạo thôi. Nàng biết đá không? Mộ Dung Khanh hỏi. Trước đây có biết một chút, lâu rồi ta không đá. Thương Mai nhớ đến lúc đi học, vào giờ giải lao thường đá cầu. Có điều, cơ thể này không linh hoạt, e sẽ không đá được như trước kia. Vẻ mặt Mộ Dung Khanh đầy nuông chiều, nàng đá cho ta xem đi. Hắn muốn thấy dáng vẻ hoạt bát của nàng. Thật ra mấy nha hoàn này cũng đã khơi gợi sự thích thú của Thương Mai, cô bèn hỏi họ có thể cho ta chơi một lát không? Bọn nha hoàn vừa mừng vừa lo, vội cung kính, mời Vương Phi. Mọi người lùi ra, vui vẻ đợi Vương Phi đá cầu, Tiểu Khuyên từ đâu đó chạy đến, thấy Thương Mai đang chơi, cũng súng lại hóng hớt. Thương Mai đứng giữa đám người, mỉm cười với Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh cũng cười nhìn cô, dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô vô cùng rạng rỡ, mang theo một cảm giác thanh khiết. Tự đáy lòng hắn vang lên một giọng nói, sau này, cô phải mang dáng vẻ như vậy. Mỗi ngày đều mỉm cười vô ưu vô lo, hắn phải cố gắng hết sức khiến cô vui vẻ hạnh phúc. Thương Mai tung cầu lên, mọi người chỉ thấy cầu bung lên trước mắt, rồi rơi thẳng xuống, Thương Mai giơ chân, đá cầu lên, xoay người, hứng cầu, đá lên, hứng cầu, lại đá lên. Hôm nay cô vẫn mặc bộ y phục màu đỏ sậm của hôm trước, trên váy thêu hoa mẫu đơn đỏ nhạt, lúc xoay người đá chân, tà váy cũng theo đó chuyển động, từ xa nhìn lại, tựa như từng đóa mẫu đơn đang nở rộ. Quấn quanh cô.
Bọn nha hoàn lũ lượt vỗ tay, khen Vương Phi đá hay. Mộ Dung Khanh không thể rời mắt khỏi cô, nhìn dáng điệu xinh đẹp mỹ miều kia, hắn nhớ lại màn múa kiếm hôm đó của Tần Châu, ánh mắt cô đầy kinh diễm. Hắn tiện tay ngắt một nhánh cây, tung nó lên trời, cành cây vừa chuyển động, lá trên canh do nội lực mà rơi lả tả, hắn xoay người đáp xuống, khiến những chiếc lá rơi chuyển động xoay vòng. Giơ tay, đâm ra, xoay người, đâm lại, tuy chỉ là nhánh cây lại dệt lên thế kiếm sắc bén. Động tác xuất chiêu của hắn rất nhanh, thế kiếm vạch ra từng đường cong, tựa như có thể nhìn thấy từng vòng sáng bao quanh hắn. Nếu nói kiếm pháp của Tần Châu tao nhã kiệt xuất, thì của hắn càng tiêu sái phóng khoáng, tự do không gò bó, hắn đá chân, tà áo tung bay, nhánh cây trong tay vẽ ra vô số hình ảnh, xuất chiêu kỳ lạ, thu chiêu nhanh cấp kỳ, tựa như không có gì. Chương 719, A Cảnh chạy trối chết. Trong tay Thương Mai cầm quả cầu, lùi sang bên, chỉ thấy máu huyết trào dâng khắp người, gần như sắp rơi lệ. Cảm giác này tựa như sự kích động khi cô nghe quốc ca, cô không biết vì sao lại cảm thấy thế này, có điều, chốc sau cô đã hiểu rõ, đó là niềm kiêu hãnh, sự tự hào, một sự sùng bái đã khắc sâu vào xương thủy. Người đàn ông này là của cô, là phu quân của cô, hắn sẽ cùng cô đi hết kiếp này. Lúc quen biết hắn, hắn tự mãn, lạnh lùng, còn chẳng cười với cô một cái, hắn ngồi trong cung hoàng hậu, lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đó đến nay cô vẫn còn nhớ. Hắn bị thương, cô chữa trị cho hắn bắt đầu tin tưởng cô, gượng gạo chấp nhận cô kiểm soát, nhưng vẫn sẽ lén lút uống rượu, lúc bị bắt quả tang, sẽ thẹn quá hóa giận. Ngày thành thân, trong lòng đầy ấm áp, như một bộ phim, mỗi thời khắc quan trọng đều in sâu trong lòng cô. Cô nhớ rõ, sau khi thành thân, lão tổ tông nói với cô, bảo cô đừng hy vọng hắn sẽ bảo vệ cô nên học cách bảo vệ chính mình, thậm chí, phải giúp hắn đối phó với kẻ thù, những nguy hiểm, những thủ đoạn mà hắn đối mặt, thực chất vượt xa năng lực của cô. Hắn chưa từng tức giận vì cô làm chưa tốt, ngược lại còn tự trách chính hắn làm chưa đủ. Hắn chỉ chưa từng nói với cô một câu rằng hắn yêu cô, trong lòng cô bắt đầu không đồng tình, bắt đầu phủ định. Hạ Thương Mai, mày ngốc chưa kìa? Sao lại khóc vậy? Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt trên mặt cô, động tác dịu dàng. Cô ngước đầu, mới phát giác hắn đã ngừng lại, đôi mắt đen tuyền đang lẳng lặng nhìn cô, gương mặt tuấn tú đầy vẻ lo lắng. Thương Mai mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, không phải khóc, ta chỉ cảm thấy, thật hạnh phúc khi được gả cho người. Mộ Dung Khanh mỉm cười, ngốc nghếch. Hắn vứt nhánh cây đi, dắt tay cô, đi thôi. Thương Mai ngẩn ngơ nhìn hắn, lão thất, người đẹp trai thật đấy. Đẹp trai, nghĩa là ưa nhìn. Mộ Dung Khanh mỉm cười, nam nhân ưa nhìn thì có ích gì. Bổ mắt, Thương Mai nói, bỗng nhiên, cô nhớ đến việc hôm nay, vội hỏi, ta quên đi thông báo Nhu Giao rời thành rồi, cũng không biết A Cảnh có đi tìm nàng ta không. Yên tâm, Mộ Dung Khanh cười nói, ta đã sai người đi báo cho Nhu Giao ra cổng thành đón một người, hẳn là A Cảnh đã đi rồi. Thật muốn xem quá, Thương Mai cảm thấy A Cảnh thật sự thích Nhu Giao. Bây giờ chỉ xem Nhu Giao có thể buông bỏ Tô Thanh, bắt đầu tình yêu mới hay không. Nàng muốn đi xem sao? Không được, lát nữa ngự y đến mà nàng lại đi mất, thân thể rất quan trọng, nếu nàng muốn biết kết quả, lát nữa ta dẫn nàng đến Tây Uyển một chuyến. Được, Thương Mai cũng muốn biết rốt cuộc bản thân đã bị gì. Hơn nữa, Nhu Giao nhận được thông báo của Mộ Dung Khanh, nói ra cổng thành đón người, người này đến từ Bắc Mạc, là chỗ quen thân, nhưng lại không nói là ai. Nhu Giao vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra rốt cuộc người này là ai. Muốn nàng ta đích thân đi đón, thân phận người này nhất định không đơn giản, chẳng lẽ là Kỳ Vương? Có điều, nếu Kỳ Vương đến, nhất định phải là đại thần ra đón tiếp. Nàng ta cảm thấy hẳn là Cao Phụng Thiên. Mà bên Tần Châu cũng phối hợp rất khéo, dưới sự truy hỏi giáo giết gắt gao của A Cảnh, Tần Châu rốt cuộc cũng tiết lộ, bảo rằng Nhu Giao bị Tô Thanh từ chối, vô cùng đau lòng, hôm nay sẽ rời khỏi kinh thành. Một mình khăn gói đi xa. Sau khi A Cảnh nghe xong, đã kiếm cớ dẫn hắc mã chạy đi. A Cảnh đến Tôn phủ trước, nhưng hạ nhân trong phủ bẩm rằng huyện chúa đã rời khỏi thành. A Cảnh cả kinh, gấp rút đuổi theo, ngựa phi muốn đứt hơi, chỉ lo không đuổi kịp Nhu Giao. Đến cổng thành, hắn cũng không ghim cương giảm tốc độ, mà giơ lên lệnh bài Tây Uyển trong tay, xông ra cửa thành, thúc ngựa tăng tốc, xông thẳng về trước, sau lưng bụi tung mù mịt. Nhu Giao cũng dẫn theo nha hoàn đợi ở cổng thành, thấy một người đang cưỡi hắc mã đến, bình tĩnh nhìn kỹ thì lại là A Cảnh, nàng ta định kêu, nhưng A Cảnh đã chạy mất dạng. Chẳng lẽ có chuyện rồi,
Nhu Giao thấy A Cảnh liều mạng phóng ngựa đi, không khỏi nghĩ ngợi, chung đụng với A Cảnh một khoảng thời gian, nàng ta biết hắn luôn là người trầm tĩnh, lần đầu tiên nàng ta thấy hắn gấp gáp thế này. Có điều, nếu có chuyện thì hắn ra khỏi thành làm gì? Có lẽ đi tìm Vương gia nhỉ? Nghĩ đến đây, nàng ta căn dặn nha hoàn, người đến Tây Uyển một chuyến, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nha hoàn không quen A Cảnh, cũng không biết vì sao huyện chúa lại nói Tây Uyển có chuyện, nhưng nếu huyện chúa đã phân phó, nàng ta chỉ có thể làm theo. Nhu Giao gọi xe ngựa đưa nha hoàn đi, một mình nàng ta bước lên cổng thành, muốn xem thử người cần đón đã đến chưa. Có điều, nhìn quanh cũng không thấy ai quen thân, hơn nữa còn là người đến từ Bắc Mạc. A Cảnh ra khỏi thành, liều mạng phóng ngựa. Cả đường hắn chỉ nhìn xem phía trước có nữ tử nào đang cưỡi ngựa hoặc là có xe ngựa không, nhưng cưỡi cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy một chiếc xe ngựa hoặc là nữ tử đang cưỡi ngựa nào. Hắn cảm thấy Nhu Giao hẳn đã đi rất xa, nên hắn phải thúc ngựa đuổi theo nhanh hơn. Nhu Giao đợi đã lâu mà chẳng thấy người Bắc Mạc nào, chỉ có nha hoàn quay về nói, Tây Uyển không việc gì. Ngươi có thấy quận vương không? Nhu Giao nghe nha hoàn bẩm báo, bèn hỏi. Nha hoàn đáp, thưa không thấy ạ, nô tỳ vào Tây Uyển hỏi thị vệ, họ nói rằng mọi chuyện ở Tây Uyển vẫn bình thường. Nhu Giao vô cùng khó hiểu, A Cảnh sẽ không vô duyên vô cớ ra khỏi thành, còn chạy như bị ma đuổi thế kia. Nàng ta ngẫm nghĩ, nói chúng ta trở về nhiếp chính vương phủ đã, bảo vương ra tự phái người đến đón, sau đó đến Tây Uyển. Nàng ta nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Thương Mai vừa tiễn ngự y đi, thì nghe Nhu Giao đến. Ngự y nói Thương Mai không sao, chỉ là cơ thể hơi yếu, máu huyết không lưu thông tốt, điều chỉnh lại một chút là được. Vậy nên, tâm trạng Mộ Dung Khanh rất tốt, nghe Nhu Giao đến còn đùa rằng, chắc không phải đến hỏi tội chứ. Thương Mai nói, cũng được, vừa khéo nghe ngóng xem nàng ấy nghĩ thế nào. Tiểu Khuyên, mời huyện chúa vào, Thương Mai phân phó. Tiểu Khuyên cúi người đáp, vâng. Sau đó, đã thấy Tiểu Khuyên dẫn Nhu Giao đang sốt ruột đi vào. Nhu Giao bước vào, thấy Mộ Dung Khanh cũng ở đây, bèn nói, vừa khéo, biểu ca, huynh muốn đón ai vậy? Huynh tự kiếm người đi đón đi, muội còn có việc. Mộ Dung Khanh và Thương Mai nhìn nhau, hơi khó hiểu. Muội không đến cổng thành sao? Mộ Dung Khanh hỏi. Muội đi rồi, đợi gần 4 tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy ai, rốt cuộc là ai vậy? Cao Phụng Thiên, Nhu Giao ngồi xuống, thấy trên bàn còn trà nước, uống mấy tách liền, thật khát muốn chết. Chỗ cổng thành nóng quá đi. Hai, đúng là Cao Phụng Thiên, không thấy hắn sao? Mộ Dung Khanh nói dối không chớp mắt. Không thấy, hay là nhớ nhầm ngày rồi? Chắc ngày mai mới đến. Nhu Giao nghe thấy quả nhiên là Cao Phụng Thiên, nên cũng thôi, tốt xấu gì ở Bắc Mạc hắn đã giúp họ rất nhiều, đợi cả 4 tiếng đồng hồ cũng không là bao. Thương Mai không khỏi hiếu kỳ, muội đợi ở cổng thành 4 tiếng đồng hồ, không có chuyện gì đặc biệt sao? Chương 720, buông tha chính mình. Nhu Giao nhất thời đoan chính lại, đúng rồi, ta cố ý đến đây chính là vì chuyện của Tây Uyển, có phải Tây Uyển đã xảy ra chuyện không? Khi ta chờ Cao Phụng Thiên ở cửa thành, nhìn thấy A Cảnh dục ngựa ra khỏi thành, đi rất nhanh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Thương Mai a một tiếng, A Cảnh chạy ra khỏi thành rồi. Đúng vậy, rất nhanh, ta gọi là A Cúc đến Tây Uyển hỏi, nói Tây Uyển không có chuyện gì. Lại không biết sao hắn chạy nhanh ra khỏi thành như vậy. Nhu Giao kỳ lạ nói. Thương Mai và Mộ Dung Khanh nhìn nhau, Mộ Dung Khanh hé ra mặt, thản nhiên nói, đáng đời. Đáng đời cái gì? Nhu Giao hỏi. Đáng đời không lấy được vợ. Nhu Giao cười nhạo, hắn là người làm việc chăm chỉ, sao lại không lấy được vợ? Biểu ca cũng đừng xem người khác. Thương Mai cũng vô cùng nghiêm túc nói, lần này, ta đồng ý lời của lão thất. Nhu Giao kỳ lạ nhìn bọn họ. Người ta ra khỏi thành, sao lại nói người ta không lấy được vợ? Chúng ta có cần đến Tây Uyển xem không? Có lẽ, Tây Uyển bên đó thật sự xảy ra chuyện gì thì sao? Không cần, nếu thật sự gặp chuyện không may, A Cảnh sẽ không ra khỏi thành, mà sẽ đến tìm bổn vương. Mộ Dung Khanh nói. Nhu Giao gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, có lẽ ra khỏi thành làm việc rồi, hẳn là Tần Châu phái hắn đi làm việc, người này, làm việc thật thành ổn thỏa, Tần Châu được hắn tương trợ. Thật như hổ thêm cánh. Thương Mai nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nàng ta, trêu ghẹo nói, người đúng là khen ngợi A Cảnh 10 phần. Nhu Giao nói, đương nhiên, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, lúc thoát chết, ta đã nói rồi, nếu ta có thể sống tiếp, trở về mở y quán, bán thuốc ta nghiên cứu chế tạo, tiền lời buôn bán ta phân cho hắn một nửa,
coi như báo đáp. Hắn cũng không thiếu tiền, gia tộc của A Cảnh ở Bắc Mạc cũng tướng môn, không thể khinh thường, tốt xấu thì tiền bạc không thiếu. Thương Mai dừng lại một chút, ám chỉ nói, nhưng thật ra nghe Tần Châu nói, người nhà của A Cảnh vẫn lo lắng hôn sự của hắn, nếu ngươi muốn báo đáp, không bằng tìm một thê tử cho hắn. Nhu Dao khoát tay, cười nói, chuyện tìm vợ này ta không làm được, người này cũng rất kén chọn, không phải nữ tử cũng có thể lọt vào mắt hắn. Hắn từng nói với người điều kiện chọn thê tử của hắn sao? Thương Mai hỏi. Nhu Dao lắc đầu, thật ra cũng chưa từng nói, chỉ là, khi đến Nam Quận, Thiên Cơ phái nha đầu tới hầu hạ chúng ta, có mấy người vẻ ngoài xinh xắn, hắn cũng không nhìn người ta, vài lần ta còn nói hắn không biết thương hương tiếc ngọc. Mộ Dung Khanh tiếp tục thản nhiên nói, người cũng thật thành thật, chỉ là hơi ngu xuẩn. Ta không đồng ý lời nói của biểu ca, A Cảnh không ngu xuẩn, ngược lại, hắn còn rất thông minh, toàn bộ đều nhờ hắn, chúng ta hết lần này đến lần khác tránh thoát sự truy sát. Thương Mai khó mà nói cái gì, tuồng kịch tỉ mỉ bày ra như vậy, vốn tưởng rằng ít nhiều sẽ có chút kết quả, nhưng sượt qua như vậy mà kết thúc. Chỉ là, Thương Mai không nói, Mộ Dung Khanh lại nói toàn bộ, A Cảnh ra khỏi thành, không phải Tần Châu gọi hắn đi làm việc, hắn đi tìm ngươi. Nhu Dao ngẩn ra, tìm ta, ta ở ngay cửa thành mà, hắn ra khỏi thành làm cái gì? Chắc là bị ngốc. Nhu Dao nhìn về phía vẻ mặt đầy ý cười của Thương Mai, hơi hơi nghiêm nghị, cuối cùng sao lại thế này? Hay là, các ngươi cố ý sai ta đến cửa thành? Thương Mai chỉ vào Mộ Dung Khanh, đều là hắn nghĩ ra chủ ý quỷ quái đó. Nhu Dao giận tái mặt, các ngươi nói với hắn cái gì? Thương Mai đứng dậy giữ chặt tay Nhu Dao, chúng ta đi ra ngoài một chút. Mộ Dung Khanh đứng dậy đi theo, bị Thương Mai ngăn lại, người ở lại đây, hai người phụ nữ nói chuyện, liên quan gì đến người? Hai con người đen của Mộ Dung Khanh nhất thời tròn vo, căm giận nói, qua cầu rút ván. Hai người lững thững đi đến hoa viên, Nhu Dao cũng không có tâm trạng ngắm hoa, chỉ truy vấn nói, A Cảnh bên kia, cuối cùng là có chuyện gì? Thương Mai lôi nàng ta đến chòi nghỉ mát ngồi xuống. Thành khẩn nói, đầu tiên, ta phải nói xin lỗi ngươi. Nhu Dao nhìn nàng, hé ra khuôn mặt đầy sự khó hiểu, có ý gì? Thương Mai tận lực làm cho chính mình nhìn có vẻ vô cùng áy náy, kỳ thật hôm nay không có khách từ Bắc Mạc đến, là lão thất. Không, là ý của chúng ta, để ngươi đến cửa thành, sau đó nói cho A Cảnh, ngươi phải rời khỏi kinh thành, cho nên, A Cảnh là đi đuổi theo ngươi. A, Nhu Dao đứng lên, kinh ngạc nhìn cô, sao ngươi? Biểu ca cũng thật là, sao cũng hổ nháo với các ngươi. Lừa hắn làm cái gì? Hắn đối với ta, ai, không có gì. Thương Mai nói, ngày hôm qua chúng ta đi Tây Uyển, nói chuyện này với Tần Châu cũng phát hiện hắn trong lòng có ý, chỉ là làm thế nào hắn cũng không chịu thừa nhận. Tần Châu thật sự bảo vệ A Cảnh, nàng hy vọng A Cảnh có thể tìm được một nữ tử tốt. Ta biết lừa ngươi như vậy là không đúng, nhưng chúng ta cũng hy vọng, ngươi có thể đi sớm một chút, có người đi cùng ngươi. Cũng còn hơn một mình ngươi. Nhu Dao bất đắc dĩ nói, ta hẳn nên tức giận, các ngươi lại gạt ta đến cửa thành đợi trong gió hai canh giờ, còn lừa A Cảnh chạy ra ngoài thành, bây giờ cũng không biết đuổi theo đến đâu rồi, ai, nhưng thôi, có người để ý ta, vẫn còn hơn không ai quan tâm. Thương Mai lôi kéo tay nàng, Nhu Dao, ngươi thật tốt, thật sự rất tốt rất tốt. Nhu Dao khổ sở cười, ngươi biết ta tốt thì có tác dụng gì? Người ta thích lại không biết cái tốt của ta. Không phải không biết, mà là chuyện tình cảm rất kỳ quái, không phải nói một người tốt đến vậy thì nhất định có được tình cảm nàng muốn, Tô Thanh và Linh Lợi. Thương Mai dì tai nói ra thân thế của Linh Lợi. Nhu Dao nghe xong, rất khiếp sợ, không nghĩ tới, từ nhỏ Linh Lợi đã chịu nhiều khổ như vậy, Tô Thanh biết nàng chính là vị hôn thê ngày xưa không? Tô Thanh hẳn là nhìn ra manh mối, nhưng không dám khẳng định. Nhu Dao trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói, Tô Thanh là nam nhân tốt. Hy vọng hắn có thể vui vẻ hạnh phúc. Thương Mai lộ vẻ cảm động, tấm lòng của Nhu Dao, đừng nói nữ tử, dù là nam tử cũng không sánh bằng. Cô từng gặp nhiều nữ tử điên cuồng vì tình yêu, từng gặp rất nhiều nữ tử vì tình yêu mà cô ấy nhầm tưởng mà làm hại người khác. Nhu Dao nhìn cô, cười cười, khuôn mặt hơi thương cảm, kỳ thật, chuyện tình cảm không phải không đụng tường thì không biết quay đầu, mấy năm nay, ta vẫn bảo hộ chính mình, nếu đối phương không thương, ta sẽ rời đi. Dùng tất cả sự cố gắng, mục đích cuối cùng chính là không hy vọng chính mình bị thương tổn, kỳ thật ta sớm biết rằng tâm của Tô Thanh không ở chỗ ta. Chỉ là ta nhầm tưởng, trước kia ta dễ dàng buông tha tình cảm của biểu ca, nghĩ rằng kiên trì với Tô Thanh một chút, có lẽ có thể thành công,
nhưng hóa ra ước nguyện ban đầu của ta là đúng, ta đồng ý với quyết định của hắn, không muốn làm hắn, không ép đối phương và chính mình, không được, buông tay, đi con đường khác. Trong lòng Thương Mai rất chua xót, Nhu Dao, ta không biết an ủi ngươi thế nào, ở phương diện tình cảm, ta coi như là kẻ ngu ngốc. Nhu Dao thở dài, kỳ thật ta nói nghe dễ dàng, nhưng khi làm lại rất khó, nhưng nếu không làm, đời này cứ như vậy rơi vào không thể tự thoát ra được, giống như Tôn Phương Nhi, luôn để tâm vào chuyện vụn vặt, bức chính mình vào ngõ cụt tiến thoái lưỡng nan, lại thế nào? Đúng vậy, cầu không được thì tiêu sái rời đi, ít nhất, buông tha chính mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.